sáng hôm sau khi lên lớp xanh ca hỏi chu dạ hôm qua cậu ở trong bếp nói gì với bà mà thần thần bí bí vậy bà bảo tớ phải giúp bà trông chừng cậu đừng để bị người khác bắt nạt nói cậu có chuyện gì cũng thích giữ trong lòng mà không nói với bà bà rất đau lòng cũng rất lo lắng sau này có chuyện gì cũng không được để trong lòng phải nói với tớ nghe chưa được sau này cho dù có là chuyện nhỏ khiến tớ không vui thì tớ cũng sẽ nói với cậu bất ngờ trình hạo phía sau ló mặt lên hỏi tối qua dạ ca ăn cơm ở nhà cậu à xanh ca thẳng thắn bảo đúng có vấn đề gì à không vấn đề gì có vấn đề gì chứ? Ai đó chỉ nói trước mặt tôi 800 lần mà thôi, tai nghe muốn thủng luôn rồi. Chu dạ liền bịt miệng Trình Hạo lại, và nhìn xanh ca bảo cậu đừng nghe cậu ta nói lung tung. Trình Hạo gào lên mà không ra tiếng, ai nói lung tung. Cũng không biết tối qua là ai đã nói với mình 800 lần trong gara ô tô nữa. Xanh ca phụt cười, tớ không nghe cậu ta. Có thế Chu dạ mới buông tay ra, vậy thì ổn hơn đấy. Xanh ca khoe rằng tối qua tớ còn mua hai cái bút trong siêu thị nữa, đẹp lắm ý. Cái màu đen này cho cậu, tớ dùng màu trắng, Chu dạ hỏi đây là bút đôi à? Vậy lần sau thi tớ sẽ dùng bút này, điểm chắc chắn sẽ cao gấp đôi. Giờ giải lao. Xanh ca và chu dạ tuần này đến lượt nhóm họ lên tầng lấy nước. Xanh ca bảo nhắc đến lấy nước tớ đột nhiên nhớ ra một chuyện. Trước đây lúc cậu chưa chuyển lớp thì tớ cùng nhóm với ưu ưu, lúc đi lấy nước đều do tô minh chết giúp bọn tớ, còn cả xóa bảng đen nữa. Những việc này là cậu dặn dò bọn họ à? Chu dạ nhìn cô tỏ vẻ đồng ý, chẳng phải vì sợ cậu bị bắt nạt sao? Xanh xanh cũng không thích nói với tớ, vậy thì tớ chỉ có thể lén nhờ người khác thôi tớ cũng không thấy khổ nói với cậu làm gì vậy ngoài những việc này ra cậu còn lén làm gì nữa không chu dạ hỏi lén nghĩ tới việc ôm xanh xanh ngủ có tính không đang tình cảm thì bất ngờ lại gặp tạ lễ cùng hai cô gái đứng chắn trước mặt tạ lễ đưa chai nước hỏi uống nước không chu dạ nói không uống vậy là một điếu chu dạ vẫn thờ ơ bảo không hút cậu phòng bị tôi như thể tôi là trộm vậy chu dạ nghĩ bụng tên này sao đột nhiên lại trở nên hiền lành thế này tạ lễ lại nói trước đây không đánh không quen biết sau này rảnh thì hẹn nhau đi chơi bóng rổ chu dạ nghĩ nên bỏ đi cứ đồng ý trước đã nếu đang yên đang lành mà đánh nhau làm xanh ca sợ thì không ổn chu dạ đồng ý rồi quay đi thì khương tuyết nhi bạn gái của tạ lễ nói hôm nay sao chu dạ khách sáo vậy bình thường khuyên cậu bao nhiêu lần bảo cậu đừng có đánh nhau thì cậu không nghe tạ lễ nói thân phận của tên chu dạ này không đơn giản sau này phải lịch sự hơn tạ lễ nói thầm dù sao lần trước quý tổng cũng đích thân đến dặn dò ba mẹ mình nếu còn tiếp tục đánh cậu ta chuyện này đối với mình cũng không có lợi ích gì Tô Mẫn Mẫn bạn của Khương Tuyết Nhi nói không đánh nữa cũng tốt, không thì lần nào đánh xong cậu cũng bị thương mất. Giờ ra chơi. Thầy La bước vào lớp liền nói, làm lỡ của các em vài phút, thầy muốn nói với các em một chuyện. Thầy với giáo viên của lớp bên cạnh sẽ tổ chức một trận đấu bóng rổ cho các bạn học sinh. Nghĩ tới lớp 12 các em học hành vất vả nên cho các em thư giãn chút. Chuyện này chủ nhiệm lớp bên cạnh cũng đồng ý rồi, thời gian của trận đấy vào tối thứ sáu, không làm lỡ giờ học ban ngày của các em, các em có đồng ý không? Mọi người hào hứng mà đồng ý ngay và luôn, còn khen thầy la quá là tốt luôn thầy hỏi lớp chúng ta ai tham gia nào phải có 12 người thì mới chơi bóng rổ được để thầy ghi tên lại trong giờ thể dục tuần này tham gia trận đấu thì phải chăm chỉ luyện tập mọi người thay nhau giơ tay tham gia có cả nhóm trình hạo và thẩm tinh nữa thầy bảo chỉ còn một slot cuối các em mau lên nào nếu không tập hợp đủ người thì lần sau bàn bạc chuyện gì với chủ nhiệm lớp các em cũng không dễ đâu sinh ca nhìn chu dạ đang chăm chú đọc sách thì nghĩ thầm sao cậu ấy không tham gia nhỉ con trai biết chơi bóng rổ thích mấy vụ này lắm mà rồi cô hỏi cậu không tham gia à? Chu Dạ quay sang bảo bài kiểm tra cậu giao cho tớ vào thứ sáu, tham gia thì tớ không có thời gian nữa. Cô nói thầm, thì ra là vì chuyện này à, tên nhóc này học hành ngày càng chăm chỉ đó nha. Xanh ca vui vẻ bảo hôm đấy không cần viết nữa, tớ cho cậu nghỉ. Nếu thích thì cậu tham gia đi. Lúc này thầy La cũng hỏi Chu Dạ em không tham gia à? Chơi bóng rổ tốt như vậy phải tham gia giành lấy sự vẻ vang chứ. Xanh ca liền giơ tay lên, thưa thầy cậu ấy tham gia. Thầy La hỏi sao em biết em ấy muốn tham gia, cô liền sụ mặt mà không biết nói sao cho đúng, đúng là sơ suất quá. Biết thế không kích động như vậy rồi hích hích. Không để cho Sen ca xấu hổ Chu Dạ liền nói, sau khi thầy nói chuyện trận đấu bóng rổ, là em đã nói với bạn em muốn tham gia rồi. Em vừa mở miệng muốn nói đồng ý thì thầy đã hỏi em trước rồi. Thầy La có vẻ nhìn thấu nhưng không nói rõ, vậy được, quyết định là 12 bạn nhé. Nhớ đặt tình bạn lên đầu, thi đấu thứ hai nhé. À đúng rồi, thầy nhớ ra có mấy bạn nam chơi bóng ở trường trung học số 2 khá đẹp trai, đội cổ vũ các em đến lúc đó đừng làm phản nhé bọn em hứa sẽ không làm phản, các bạn nam lớp chúng ta là đẹp trai nhất. Chu dạ bảo xanh ca, đến lúc đó có bạn nam nào đẹp trai thì cậu đừng nhìn nhé. Cậu tự tin chút có được không? Cậu cũng rất đẹp trai mà. Hôm qua sau khi cậu đi, bà còn nói với tớ là cậu bé này đẹp trai thật nữa đó. Trận đấu hôm thứ sáu cậu phải cố lên nhé. Dành vinh quang cho lớp, dành vinh quang cho trường. Chu dạ nhìn cô với vẻ chiều mến mà bảo được. Thứ sáu, sân bóng rổ trường trung học đế kinh. Tô mẫn mẫn thấy chu dạ thì hớn hở, cô đi đến đưa nước và khăn lau cho chu dạ nhưng chu dạ lại chẳng để ý mà đi lướt qua một cách vô tình làm cho mọi người một phen xôn xao tô mẫn mẫn này đang làm trò cười à trong trường ai cũng biết xanh ca với chu dạ là một đôi cô vậy mà còn đến đưa nước trước mặt mọi người có người lại cười phụt phụt cô ta đúng là có khả năng đưa nước lên không trung mà còn chu dạ đi đến xanh ca bảo lần này người bên ngoài trường rất nhiều chỗ bên cạnh sân bóng hơi tối lúc tớ chơi bóng cậu đừng chạy lung tung nghe chưa được tớ không chạy lung tung chỉ đứng đây xem cậu thi đấu xong thôi mọi người lại không ngừng bàn tán cười chết, Tô Mẫn Mẫn này cố ý đưa trước mặt bao người thế này, không phải cô ta muốn ép Chu Dạ đấy chứ? Ha ha ha, cô ép ai không ép lại đi ép Chu Dạ. Cậu nhìn cậu ta có quan tâm mấy cái này không? Đúng là sinh ca lớp chúng ta vẫn xứng với Chu Dạ hơn, nam thanh nữ tú. Rõ ràng biết đối phương đã có bạn gái rồi mà còn đến quyến rũ, trông có hèn hạ không cơ chứ? Lúc này Tạ Lễ cũng muốn nổi cáu, cái cô Tô Mẫn Mẫn này có bệnh à? Hôm qua tớ đã nói là đừng có chọc giận Chu Dạ nữa. Cô ta thì hay rồi, rõ ràng biết người ta đang yêu đương mà còn muốn nhào vào tạ lễ bảo khương tuyết nhi sau này cậu đừng chơi với cô ta nữa nếu không chu dạ sẽ tưởng là tớ xúi dục đấy tuyết nhi bảo tớ biết rồi thế rồi trận đấu bắt đầu người thì cổ vũ trung học số 1, người thì cổ vũ trung học số 2. cả sân bóng hết sức náo nhiệt chu dạ mở tỷ số bằng một cú ném chuẩn xác chưa kịp ăn mừng thì bị đối phương va cùi trò vào ngực làm a đau đến nheo mày xanh ca đứng mà ngơ ngác lo lắng trình hạo cũng lại hỏi chu dạ cậu không sao chứ đối phương cũng bảo xin lỗi vừa nãy lúc chuyển bóng không cẩn thận đụng vào cậu có cần đến phòng y tế kiểm tra không chu dạ bảo không sao trận sau chú ý hơn là được tiếp tục trận đấu đi rồi quay sang hướng xanh ca mà hét to yên tâm đi tớ không sao trình hạo và thẩm tinh thì thầm nếu là trước đây cho dù đối phương cố ý hay không dạ ca đều sẽ không nói lời nào mà đấm cậu ta luôn hôm nay cậu ta lại không nói gì đây đây có còn là dạ ca mà chúng ta quen biết không nhỉ ư ừ, ư cũng ngạc nhiên mà nói rằng chu dạ của trước đây cứ động tí là nổi giận bây giờ cậu ta thực sự đã thay đổi rồi bồ câu nhỏ cậu giỏi lắm do ở cùng cậu nên chu dạ mới thay đổi trước đây mọi người cứ nói cậu ấy chỉ được cái vẻ ngoài thế nên dần có thành kiến với cậu ấy thực ra chu dạ cậu ấy rất tốt nửa tiếng sau trận đấu kết thúc trường trung học đế kinh số 1 với trường trung học đế kinh số 2, trường trung học đế kinh số 1 thắng thầy la chạy đến choàng vai chu dạ bảo cậu nhóc chơi hay lắm sau này có muốn đi đấu giải không thắng còn có thể được nhận tiền thưởng nữa đấy được ạ à, lúc nào có trận đấu thì thầy cứ báo trước với em là được xanh ca và ưa ưa bảo trận đấu bóng rổ này biết bấm giờ quá chúng ta vừa đi khắp trường thì bên này đã kết thúc rồi. Bất ngờ hai cô gặp một tên lưu manh trường số 2, hắn ngỏ ý kết bạn thì xanh ca bảo chúng ta đi bên kia. Lập tức hắn ta nắm lấy tay ư ư kéo lại. Đừng đi mà, để lại số điện thoại đã, chúng ta kết bạn đi. Xanh ca hét lên buông tay. Hắn cao mày hừ lạnh, tôi không buông đấy, cô có thể làm gì được tôi. Bốp, quả bóng dội thẳng vào đầu khiến hắn loạn choạng. Mẹ kiếp, là đứa nào không có mắt thế? Chu dạ lạnh lùng đầy sát khí nghiến răng bảo cái đồ rác rưởi gan cũng lớn lắm, dám dở trò lưu manh ở trường tao. Còn mẹ nó mày là thằng nào? Lo chuyện bao đồng. Hắn ta giơ tay tung cú đấm về phía Chu Dạ thì rất nhanh Chu Dạ đưa chân mà đạp hắn bật xuống. Chu Dạ hét vào mặt hắn, cút về trường trung học số 2 của mày đi. Nếu tao còn nhìn thấy mày đến trường quấy rối bạn học nữa, thì lần sau không đơn giản như vậy, nữa đâu. Hắn ta vẫn ngoan cố cũng ngấm cổ hét lên, mày nói lại lần nữa cho ông đây nghe xem. Rồi lại tung cú đấm về phía Chu Dạ thì bị thầy La Tiến lại can ngăn. Này này không được đánh nhau, có gì thì từ từ nói. Lúc này thầy giáo trường số 2 cũng đi đến hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ư ư liền nói học sinh trường trung học số 2 của các thầy quấy rối nữ sinh, có phải thầy nên lôi về dạy dỗ lại không ạ? Thầy giáo quát, tên nhóc này gây sự mà cũng sang cả trường bên cạnh để gây sự. Mau xin lỗi người ta đi. Thầy la, hôm nay gây phiền phức cho các thầy rồi. Lần này là do chúng tôi không đúng, chúng tôi nhất định sẽ về dạy lại học sinh. Sau khi hắn quay đi còn đe dọa chu dạ, mày đợi đấy cho tao, tao sẽ không bỏ qua đâu sau khi họ rời đi thầy la nhìn chu dạ mà ra dấu xuất sắc tốt lắm chàng trai rất chính trực đánh nhau không tốt nhưng biết bảo vệ các bạn trong trường là rất tốt nhưng vẫn nên học cách kiềm chế đừng vì nhất thời bốc đồng mà phạm sai lầm chu dạ bảo vâng lúc này tạ lễ cũng đến nhắc nhở chu dạ tên gây chuyện vừa nãy là hứa hàn sơ trường trung học số 2. bình thường nếu tên đấy không vui là ngay ngày hôm đó sẽ nghĩ cách tính số đối phương tan học hai cậu để ý chút nhóm người chỉnh hạo lại hét lên rõ ràng là bọn nó quấy rối nữ sinh trường trung học số một trước, vô lý vậy. Có gan thì cái tên hứa hàn sơ kia cứ đợi ở cổng đi. Làm như học sinh trường trung học số một chúng ta dễ bị bắt nạt lắm ấy. Đến giờ tan học, nhóm người chu dạ bước ra cổng, thì quả nhiên hứa hàn sơ cùng đồng bọn bát nháo ngồi chờ sẵn. Thì ra mày chính là chu dạ, con mợ nó, mày giỏi lắm phải không? Chu dạ liền đẩy xanh ca bảo đi vào trong ở yên đấy, không được ra ngoài. Hàn sơ hối thúc đồng bọn mau đuổi theo. Đừng để nó trốn. Chu dạ xoay người mà lao đến. Bọn mày khiến ông đây khó chịu thì bọn mày cũng không dễ chịu được đâu. Còn mợ nó cái thứ gì thế? Quấy rối nữ sinh trường trung học số 1 của bọn tao, mà bọn mày còn có mặt mũi tìm đến cửa. Khương Tuyết Nhi chạy ra bảo Sen Ca đừng đứng đó, nguy hiểm lắm. Sen Ca hỏi cậu không lo cho tạ lễ sao? Lo cũng vô dụng. Lần nào tạ lễ cũng vậy, tôi nói cậu ấy cũng không nghe. Cho dù hôm nay có trốn được, thì sau này tên kia cũng sẽ đến trường trung học số 1 tìm bọn cậu thôi. Hơn nữa, với tính cách của hứa hàn sơ thì chắc chắn không thể thiếu chu dạ nhà cậu được được rồi, cậu đừng lo nữa. Tuyết Nhi đưa lọ thuốc bảo cầm lấy cái này đi, nói không chừng lát nữa sẽ có ích đấy. Cả hai phe đang choảng nhau thì cảnh sát đến nên lập tức chia nhau ra trốn. Chu Dạ nắm lấy tay Sen Ca chạy thì chẳng may Sen Tử Hào nhận ra cô. Kia chẳng phải là Sen Ca sao? Sao chị ta lại ở Đế Kinh? Trốn trước đã, còn về Sen Ca sau này rảnh thì từ từ điều tra. Lúc này Chu Dạ bảo giận rồi. Sen Ca nói cậu bị thương tớ rất đau lòng. Tớ không muốn cậu đánh nhau, nhưng chuyện hôm nay cậu không sai, thế nên nhất thời không biết nên nói những gì xanh ca bôi thuốc cho chu dạ mà lo lắng hỏi những chỗ khác có bị thương không chu dạ liền giang tay ra có chắc là còn khá nhiều chỗ đấy xanh xanh kiểm tra đi tốt nhất là kiểm tra toàn thân luôn cô ngượng ngùng bảo ai kiểm tra toàn thân cho cậu chứ không kiểm tra vậy thì hôn một cái có được không hôn một cái thì trên người có vết thương cũng không đau nữa không được nhưng phản đối vô hiệu rất nhanh môi chu dạ liền chiếm lấy môi cô một cách nhanh gọn nhưng không có lẹ nha sau khi hôn xong chu dạ liền giải thích xanh xanh thực ra hôm nay tớ không muốn đánh nhau đâu hôm nay hứa hàn sơ đến quấy rối cậu nên tớ không chịu được sau này tớ sẽ cố gắng kiềm chế không đánh nhau nữa xanh ca bảo tuy đánh nhau là không đúng nhưng hôm nay dáng vẻ cậu bảo vệ bạn học ngầu lắm đó trước khi tan học ưu ưu còn bảo tớ cảm ơn cậu nữa tớ biết cậu vì tớ nói đến đây chu dạ lại đòi phần thưởng khiến cô ngượng ngùng quay đi sao giờ xanh xanh không thả thính tớ nữa vậy ban đầu cậu biết thả thính lắm mà nếu là trước đây cậu nói những lời này xong chắc chắn sẽ chủ động hôn tớ nhưng giờ cậu không chủ động hôn tớ nữa Xanh ca liền giải thích, trước đây tớ như vậy là vì cậu không chủ động, bây giờ cậu chủ động rồi, tớ sợ còn làm vậy nữa, hai chúng ta ép. Xanh ca ngập ngừng thì lại bị chu dạ hối thúc hỏi sẽ thế nào? Cô sợ hại bảo sẽ sinh em bé đó. Chu dạ liền kéo cô lại gần bảo cô gái, à tâm tư của cậu khá hoang dã đấy. Cô ngượng ngùng một lát rồi nói chu dạ sau này cậu cách xa tô mẫn mẫn chút. Nhưng tô mẫn mẫn là ai chu dạ không biết. Chính là cái người tối qua chặn cậu ở sân bóng rồi đưa nước với khăn cho cậu đó. Tớ không chú ý. Đối với tớ các cô gái khác ai cũng giống nhau, chỉ có cậu là độc nhất vô nhị trong lòng tớ. Sinh ca nói như vậy chắc không phải là ăn dấm đấy chứ nhỉ? Phải đó, tớ không thích cô ta. Rõ ràng biết đối phương có bạn gái rồi mà vẫn tiến đến, thật khiến người khác khó chịu. Chu Dạ nhìn cô mà thầm vui. Được rồi, sau này tớ sẽ tránh xa các cô gái khác. Tớ bảo đảm sẽ không để cậu hiểu lầm. Ngày hôm sau, sau buổi tối tự học, trên đường về Sinh ca hỏi bài cuối thầy dạy toán rằng hôm nay cậu nghe có hiểu không? câu đầu thì hiểu nhưng câu thứ hai hiện giờ vẫn còn quá khó đối với tớ không sao bây giờ cậu đã rất giỏi rồi ngày mai đến trường tớ tổng hợp lại kiến thức sau đó giảng cho cậu một lần nữa chu dạ bất ngờ tăng tốc anh thầm lo lắng sau khi từ trường về hình như hai chiếc xe kia cứ luôn đi theo sau bọn mình không thể để nó đi theo nữa nếu không lộ địa chỉ nhà của sân ca mất chu dạ liền gọi trình hạo bảo đến quán thịt nướng trên đường học phủ đi tôi mời cậu ăn đêm trình hạo bảo nhưng giờ tôi không đói nói cậu đói là cậu đói mau qua đây đi như hiểu ý nên trình hạo liền bảo được gửi địa chỉ cho tôi tôi qua ngay sau khi gọi điện cho trình hạo xong thì chu dạ bảo với xanh ca hình như xe hơi có vấn đề tớ nhớ bên này có quán sửa xe tớ phải đi sửa xanh ca muốn đi cùng chu dạ đợi sửa xe thì anh lại bảo sửa xe lâu lắm nếu cậu về muộn thì bà sẽ lo đấy vừa nãy tớ gọi điện cho trình hạo rồi cậu ta sẽ tới đón cậu khi vào quán thì chu dạ bảo đi theo trình hạo cậu ta sẽ đưa cậu về nhà an toàn xanh ca nhắc chu dạ sửa xe xong thì gọi điện cho tớ nhé trình hạo đến bảo em gái xanh ca xe tôi đậu bên đường đằng kia chúng ta đi thôi chu dạ ghé sát căn dặn trình hạo phải nhìn cô ấy vào cửa tiểu khu rồi hãng đi sau khi trình hạo đưa xanh ca đi thì chu dạ lập tức mở điện thoại ghi âm rồi bỏ vào túi rồi liền gọi người anh em đi theo cả đoạn đường rồi hay là ra nói chuyện chút đi hừ người này sao trông quen thế nhỉ cứ luôn cảm thấy hình như mình đã từng gặp anh ta ở đâu đấy thôi quan tâm hắn làm gì đi tìm xanh ca quan trọng hơn thế rồi xanh tử hào đi lướt qua anh là ai đừng cản đường mau tránh ra chu dạ nói đừng nhìn nữa người đã được bạn tôi đưa đi rồi cậu tìm cô ấy có việc gì thì có thể nói với tôi nói với anh ư anh là gì của cô ta bạn trai chăng ô là thật à ôi vậy thì dễ nói rồi đi chúng ta ra ngoài nói chuyện sau khi ra ngoài lập tức hắn ta lên giọng ông đây là anh họ của cô ta cô ta khá quá nhỉ vậy mà lại chạy đến đế kinh rồi chu dạ tỏ ra ngạc nhiên mà ổ lên anh họ à chính gia đình anh đã ép cô ấy và bà rời khỏi quê hương khiến hai người họ buộc phải chuyển đến đế kinh à từ hào gào lên ai ép cô ta cậu đừng ngậm máu phun người được rồi đừng làm nhảm nữa vô dụng thôi cậu cho anh ít tiền tiêu đi chu dạ hỏi tại sao anh lại muốn tôi cho tiền cậu là bạn trai của cô ta cậu không cho ông đây tiền ông đây ngày nào cũng đến đế kinh chặn trước cổng trường cô ta đến lúc đấy xem ai sốt ruột hơn à đúng rồi nhắc nhở cậu một câu cái con sinh ca đấy gan nhỏ lắm dọa tí là khóc anh đang đe dọa sao tôi chỉ là một học sinh thì lấy đâu ra tiền cho anh đe dọa thì làm sao cậu không có tiền thì về nhà tìm mẹ Chu Dạ bảo có phải cho anh tiền thì anh không làm phiền chúng tôi nữa không? Đúng, lấy được tiền thì sau này tôi sẽ không gây phiền phức cho cô ta nữa. Thế anh muốn bao nhiêu? Bây giờ tôi chỉ có 3 vạn. Tử Hào liền sáng mắt, đưa hết cho ông. Lấy được tiền thì tôi sẽ để cho hai người được yên ổn. Được, vậy tôi sang ngân hàng bên cạnh rút cho anh. Anh lấy được tiền thì sau này đừng làm phiền chúng tôi nữa. Rút gì mà rút tôi thấy cậu đang muốn chạy trốn đấy. Bây giờ mau quét mã đi. Đừng hòng dở trò với ông đây. Chu Dạ hừ thầm, đúng là đồ ngu ba vạn là số tiền lớn, có thể lập án điều tra rồi. Chu Dạ lấy điện thoại ra nhấn kết thúc ghi âm. Tử Hào hối thúc, mau lên đừng lề mề. Chu Dạ lập tức chuyển khoản cho Tử Hào. Hắn khoái chí cười phá lên, ha ha ha, phát tài rồi phát tài rồi. Rồi chạy vụt đi, có thể xóa một thời gian rồi. Còn Chu Dạ thì lập tức gọi điện đến đồn công an Đế Kinh. 10 phút trước lúc tan học trên đường tôi đã nhận được lời đe dọa, bị người ta tống tiền lấy mất 3 vạn. Có ghi âm, có camera, có lịch sử giao dịch, vụ việc xảy ra tại một nhà hàng thịt nướng. Ngày hôm sau, trên giờ học Chu Dạ hỏi xanh xanh, cậu với bà có còn liên lạc với những người thân khác không? Có chứ, mấy năm nay vẫn luôn liên lạc với dì của bà tớ, nhà họ đối xử rất tốt với hai bà cháu, bà cháu tớ có khó khăn nhà họ cũng sẽ giúp. Chu Dạ hỏi vậy còn gia đình xanh tự hào thì sao? Sau này bọn họ có còn làm phiền cậu nữa không? Bây giờ cậu còn ghét bọn họ không? Xanh ca ngây người một lúc thì nói tớ không ghét bọn họ, là hận. Bọn họ thật sự quá tồi, cả đời này tớ không muốn có liên quan đến bọn họ nữa. Cô nhớ lại kiếp trước sau khi mình chết, bọn họ ra tay đánh bà, còn cướp tất cả tiền tiết kiệm của bà, cuối cùng còn đuổi bà ra khỏi nhà chỉ vì bà bị ốm. Con người như vậy căn bản không xứng được sống trên đời. Chu dạ bảo được, chỉ cần xanh xanh không muốn, cả đời sẽ không có liên quan đến bọn họ nữa. Rồi thầm nhủ mình nhất định sẽ bảo vệ hai người họ, tuyệt đối không thể để nhà sinh tử hào có cơ hội đến gần họ nữa. Sau đó bác của sinh ca là bố mẹ của sinh tử hào đến cầu xin chu dạ, cậu nhóc à, cô cầu xin cháu, cháu ký vào đơn hòa giải này đi. Tử hào nhà cô đã bị nhốt hơn 2 tuần rồi, nó đã biết sai rồi, cháu tha cho nó đi chỉ cần cháu có thể tha cho tự hào nhà cô chú cháu muốn chú quỳ xuống cũng được hay là cháu ra điều kiện cô chú nhất định sẽ làm theo chú cầu xin cháu chu dạ hỏi cảm giác cầu xin người khác tha thứ có khó chịu không lúc các người ức hiếp bà cháu xanh ca không nghĩ đến có ngày hôm nay sao xanh ca không sai mà các người lại ức hiếp cô ấy xanh tự hào phạm sai lầm thì để cậu ta ngồi trong đấy đi nói đến đây chu dạ quay đi thì bọn họ la hét không được đi quay lại cho tôi quay lại đây một tháng sau đó nhìn bọn họ tiểu tụy đi trông thấy Họ quỳ trước chân chu dạ mà van xin, "Cậu bé, xin cậu hãy viết đơn hòa giải đi, cậu muốn chúng tôi làm gì cũng được." Chu dạ hỏi, "Khoảng thời gian này tâm trạng thế nào? Nhớ kỹ chưa? Có phải cảm thấy đau khổ không chịu nổi không? Mở mắt ra cảm thấy bất an lo lắng khi đi đến bước đường cùng phải không? Viết đơn hòa giải cũng được, điều kiện chính là từ giờ trở đi, một nhà ba người các người không ai được làm phiền Sinh ca với bà nữa. Không được hỏi thăm, cũng không được liên lạc, nếu không làm được, tôi có thể tiễn nhà các người một lần thì cũng có thể có lần thứ hai." cũng đừng hòng chó cùng rút dậu dở trò với tôi, ông đây không sợ những thứ đó đâu. Bây giờ cảnh sát bên này cũng đã chuẩn bị lập hồ sơ của nhà các người rồi. Sau này sinh ca với bà mà xảy ra chuyện gì, cảnh sát sẽ tìm đến các người đầu tiên. Tóm lại một câu, từ nay trở đi, tôi chu dạ sẽ bảo vệ bà cháu họ. Các người tránh xa bà cháu sinh ca đi, sau này mọi người đều được bình an vô sự. Nếu có người chê quá nhàn nhã muốn tìm chút kích thích, tôi sẽ tiếp đến cùng. Nếu không tin, có bản lĩnh thì cứ thử xem. Sau đó Trình Hạo hỏi thế nào? vụ xanh tử hào cuối cùng giải quyết sao rồi chu dạ nói trước khi tôi chưa viết đơn hòa giải thì cậu ta vẫn luôn bị tạm giữ trong tù sau đó tôi kéo dài thêm một tháng quá trình sắp kết thúc thì mới đưa đơn hòa giải cho cảnh sát cuối cùng bọn họ trả ba vạn thì xanh tử hào mới được thả ra ngoài dạ ca cậu thay đổi rồi nếu là trước đây vụ của xanh tử hào cậu sẽ không nói gì mà bắt cậu ta lại đánh cho một trận trước sau đó dẫm lên mặt cậu ta và nói to còn mẹ nó sau này mày mà dám bám theo xanh ca xem ông đây có giết chết mày không chết tiện Chu Dạ nhìn Trình Hạo diễn ta mà cười phụt lên, trước đây tôi nóng nảy vậy à? Chẳng phải à? Nhưng bây giờ cậu không như thế nữa, cậu bắt đầu sử dụng bộ não rồi, không cứ luôn dùng vũ lực để giải quyết giống như trước đây nữa. Thực ra như thế cũng khá tốt. Chu Dạ bảo đánh nhau cho dù thắng thì cũng vẫn là thua, xanh xanh sẽ lo lắm. Trước đây một mình có thể không nghĩ đến hậu quả, bây giờ rất sợ bản thân ngã xuống. Nếu tôi ngã xuống xanh xanh sẽ không có ai bảo vệ nữa. Lúc này bà nội nói với xanh ca, cháu yêu, thứ sáu chị họ cháu đưa bà đến nhà bà chị cháu, Chị dâu cháu vừa sinh được một em bé bụ bẫm, bà phải đi thăm. Vậy để cháu đi cùng bà là được, cháu cũng muốn đi thăm. Không được đâu, cháu còn phải đi học nữa. Bà của chị cháu cũng bảo cháu phải chăm chỉ học hành, đợi cháu được nghỉ thì đi. Nếu không xin nghỉ sẽ trì hoãn việc học của cháu. Sinh ca lo lắng, vậy nhà anh cả đã có em bé, chị dâu sẽ thông báo với cả nhà bác ạ. Bọn họ cũng sẽ đến ạ. Yên tâm đi, sau khi bà chị cháu biết những chuyện nhà bác cháu đã làm thì vô cùng tức giận. Hôm qua bà ấy còn gọi điện nói lần này không thông báo cho nhà bác cháu biết, còn nói sau này mọi người không coi là họ hàng nữa. Bây giờ bà cũng nghĩ thông rồi. Tuy bác cháu là đứa con bà mang thai 10 tháng, nhưng khi còn ở Hải Thành, hai vợ chồng chúng nó đối xử với chúng ta rất quá đáng. Thế nên sau này bà chỉ chăm sóc cháu thôi, còn về bác cháu, bà coi như nó chết rồi, coi như không có đứa con này nữa. Được rồi, bà không sao, mau đi học đi đừng để bị muộn. Sau khi tan học, Trình Hạo hỏi dạ ca sao vậy? Cậu tìm tôi có chuyện gì? đây là số điện thoại của xanh tử hào giờ cậu gọi hỏi thăm cậu ta chút xem xem cậu ta gần đây thế nào rồi được xem tôi đây loại chuyện lừa gạt người khác này tôi giỏi nhất đấy bên này tử hào hoảng hốt là số ở đế kinh không phải là chu dạ gọi đấy chứ tử hào run rẩy bấm nghe liền hỏi ai vậy bên kia trình hạo giả vờ anh hào sao vậy không nhớ em à chúng ta học cùng trường ở hải thành đấy trước đây còn cùng nhau đi đánh nhau nữa lần trước anh còn nói với em anh có một cô em gái vô cùng xinh đẹp em còn muốn theo đuổi cô ấy đây nghe thế thì tự hào có vẻ đỡ run hơn à là cậu à cậu tìm tôi có chuyện gì cũng không phải chuyện gì to tát lắm nãy em vừa nhìn thấy cô em gái xinh đẹp ở đế kinh của anh xong em có thể đi tìm em gái của anh để mượn ít tiền tiêu không dù sao ở đế kinh bây giờ cũng không dễ sống tự hào nghe vậy thì cáu gắt mà hét vào điện thoại chết tiệt cậu đừng đi tìm cô ta bây giờ chỉ cần cô ta xảy ra chuyện là sẽ có người tính lên đầu tôi ngay tôi không muốn bị coi là kẻ tiêu tiền như giác cậu tránh xa cô ta ra tự hào vội tắt máy mà chửi lên con nghiện nó tên này rốt cuộc là tên khốn nào vậy? Đừng kéo ông chết cùng chứ. Nếu hắn đi thật, tên điên Chu Dạ sẽ đổ lỗi cho mình. Vừa bấm số Chu Dạ vừa lẩm bẩm, bị tạm giữ hơn tháng đối với mình như bằng cả năm vậy. Cả đời này mình không muốn trải qua lần hai nữa. Tự hào gọi Chu Dạ vội vã bảo, em đã về Hải Thành rồi, sau này em sẽ không đến Đế Kinh nữa. Nhưng vừa nãy em nghe điện thoại của thằng bạn ở trường, hắn nói muốn đi làm phiền sinh ca. Đến lúc đấy anh sẽ đổ lỗi lên đầu em, em cho anh số anh tự theo dõi. Chu Dạ không quên đe dọa lần này tốt nhất là không phải cậu giờ trò quỷ, nếu không thì... Tử hào nghe đến đây thì ngắt lời, không 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 anh dạ, em thề với trời. Lần này thật sự không phải em làm, em không đi làm phiền sinh ca. Được, bất kể là ai muốn đi gây phiền phức cho sinh ca, cứ tên nào đi là ông đấy giết. Trình hạo cười phá lên, ha ha ha, tên ngốc này dễ lừa quá. Dạ ca cậu chú đáo thật lần thăm dò này, thằng nhóc kia chắc sẽ không dám đi làm phiền sinh ca nữa đâu. Hai ngày nữa cậu lại gọi cho sinh tử hào mắng cho cậu ta một trận đi, mắng cậu ta vì đưa số cậu cho người khác mà hại cậu bị người ta đánh phải vào viện để cho cậu ta biết bất kể là ai gây phiền phức cho sinh ca thì cũng đừng hòng chạy thoát dù sao diễn kịch thì phải diễn tới cùng như vậy mới không lộ ra sơ hở trình hạo cảm thấy phấn khích mà bảo ok không thành vấn đề sau đó sinh ca rạng rỡ quá tốt rồi thành tích cuộc thi nghe tiếng anh trước đây đã được công bố cậu xem hạng nhất đó còn được thưởng một vạn nữa sinh ca xoa đầu cô mà tấm tắt sinh xa của chúng ta giỏi quá chưa mai đưa cậu đi ăn món ngon rồi nghĩ thầm hôm nay đúng là ngày tốt mình cũng đã lấy được bằng lái xe à đúng rồi chu dạ chị dâu tớ sinh em bé trưa mai ăn cơm xong tớ muốn đi mua cho nhà chị chút đồ sáng sớm ngày hôm sau sinh ca đi ra hỏi chu dạ trong tay cậu cầm cái gì vậy chu dạ bảo là một cặp vòng bạc hôm qua cậu nói chị cậu đã sinh em bé tớ cũng không biết nên tặng gì thế nên mới hỏi một bà cụ bà ấy nói trẻ sơ sinh đeo vòng bạc là tốt coi như là cậu tặng cho nhà họ đi không cần đâu cậu không cần tặng đồ bình thường cậu sống một mình cũng phải tiêu khá nhiều tiền chu dạ nhét vào túi cô bảo không sao vòng bạc không đắt lắm nhưng cậu tiêu tiền như vậy bọn họ cũng không biết là cậu tặng mà tớ nên nói với bà thì hơn chu dạ xua tay đừng nếu bà biết thì bà sẽ nghĩ nhiều đấy sẽ không đâu bà thích cậu lắm a à, dạ của tớ tốt nhất không cần phải giấu chu dạ bối rối ngớ người không được xanh xanh không được nói đối với một người bể trên tớ của bây giờ không đáng để bà giao cháu gái của bà cho tớ bà tuổi đã cao đừng để bà lo cho cậu yên tâm đi tớ sẽ cố gắng tớ sẽ chủ động đến gặp bà sớm thôi xin bà giao cô cháu gái bảo bối của bà cho tớ hãy tin tớ rồi sẽ có một ngày bà sẽ biết đến tớ thứ bảy nhà xanh ca xanh xanh mai chủ nhật cậu rảnh không có ngày mai tớ không bận gì vậy được ngày mai sau khi cậu ngủ dậy tớ gọi cho cậu tớ đến đón cậu nhé chu dạ còn căn dặn nhớ mang căn cước đi đấy xanh ca ngơ ngác hỏi căn cước cần căn cước làm gì vậy đưa cậu đi chơi, mua vé thì phải có căn cước mà. Ha ha, tôi là tôi thích suy nghĩ của chị nhà à nha. Yên tâm tớ không bán cậu đi đâu. Bán tớ cũng không nỡ. Hay là giờ tớ qua chứng minh cho xinh xinh thấy tớ không nỡ cỡ nào nhé. Chu dạ trêu rồi cũng bỏ bỏ đi, muộn quá rồi chắc bà cũng không cho cậu ra ngoài đâu. Xanh ca nghĩ trước đây cậu ấy cũng trêu nói là sẽ qua gặp mình, nhưng lúc đó bà có ở nhà, thế nên mình đã từ chối khéo. Nhưng hôm nay bà không có ở nhà. Cô liền hỏi chu dạ cậu có nhớ tớ không, cậu nói xem tớ ghét cuối tuần nhất bởi vì hai ngày nay tớ không được gặp cậu xanh ca lại bảo vậy cậu nghỉ đi rồi tắt máy cái dục rồi cô thầm tính toán nếu giờ mình âm thầm chạy đi gặp cậu ấy chắc cậu ấy sẽ bất ngờ lắm nhỉ nhưng nếu mình đi thì một nam một nữ ở trong phòng cậu ấy sẽ không mất kiểm soát làm ra chuyện gì đó chứ rốt cuộc là mình có muốn đi gặp cậu ấy không lúc này trình hạo hỏi dạ ca cậu định chọn chiếc xe này ạ à? ừm um, tài chính có hạn chiếc này không gian lớn hơn bây giờ trời trở lạnh rồi buổi trưa lớp còn không mở điều hòa nếu mua chiếc xe này thì xanh xanh ngủ trưa cũng sẽ thoải mái hơn. Trình Hạo thán phục, cậu đúng là người bạn trai tốt nhất thế giới, quá chu đáo luôn. Chu Dạ sụ mặt, tốt gì chứ, bây giờ tôi muốn gì không quan trọng. Một chiếc xe bình thường thôi đã vét sạch của cả nhà tôi rồi. Trình Hạo khoác vai an ủi, tôi không thích nghe mấy câu này nữa. Tương lai chúng ta là vô hạn có được không? Bất ngờ ngoài cửa vang lên cốc cốc. Cả hai anh chàng ngơ ngơ ngác ngác, cậu đặt đồ à? Chu Dạ bảo không có rồi ra mở cửa hỏi ai vậy. Bất ngờ ngoài cửa là xanh ca. Cô vẫy tay bảo anh trai, em có thể ở nhờ một đêm không? Chu dạ tươi giói nhưng cũng khựng lại hỏi sao cậu xách nhiều đồ vậy? Sao cậu lại qua đây? Trình Hạo cũng ngạc nhiên hỏi em xanh ca đến à? Cô dạng dỡ bảo Trình Hạo cũng ở đây à? Cậu ăn cơm chưa? Tôi mới mua đồ ăn tối chúng ta cùng nhau ăn đi. Trình Hạo như hiểu ý liền xua tay, cảm ơn xanh ca nhé tôi ăn rồi, tôi còn có việc. Dạ ca tôi đi trước đây, hai người từ từ chơi. Chu dạ liền hỏi xanh xanh, sao giờ cậu lại chạy qua đây? Không phải bà sẽ lo lắng sao? Còn nữa, trong túi này đựng gì vậy tớ dùng tiền mua cho cậu quần áo với giày cậu mau thử đi xem xem có hợp không chu dạ đứng hình nghĩ ngợi mua quần áo với giày cho mình từ sau khi mẹ mình mất đây là lần đầu tiên có người mua quần áo với giày cho mình chu dạ liền ôm lấy cô không cần thử đâu đồ xanh xanh mua là hợp nhất cảm ơn bảo bối nhưng chỉ lần này thôi sau này đừng tiêu tiền vì tớ nữa cậu dành tiền để tiêu cho bản thân với bà đi rồi đưa tay lên miệng cô ra dấu im lặng không được phản bác đúng rồi vừa nãy lúc xanh xanh vào cửa nói muốn qua ở nhờ cậu muốn ngủ chỗ tớ bà có biết cậu ra ngoài không cô cho biết bà tớ đến nhà bà gì rồi chiều mai bà mới về hôm nay chỉ có một mình tớ ở nhà tớ sợ nên tớ mới qua đây chu dạ trách móc vậy thì cậu gọi điện cho tớ để tớ đi tìm cậu mới đúng một cô gái đi một mình trong ngõ nhỏ vào ban đêm quá nguy hiểm rồi chu dạ trêu chọc xanh xanh đến đây để cho tớ bất ngờ chính là muốn mạng của tớ có phải không cô liền đẩy chu dạ ra ai muốn mạng của cậu chứ nếu cậu không muốn vậy thì tớ về là được Chu Dạ lại ghé sát, đến rồi thì đừng đi nữa. Chu Dạ liền khóa môi cô một cách mạnh mẽ, khiến mặt mày cô đỏ ửng. Cô bảo ăn cơm trước đi, nếu không thức ăn sẽ nguội hết đấy. Khi ngồi vào bàn ăn, Sen ca hỏi Chu Dạ, "Kia là gì vậy? Kia là bao tay áo mà trước đây Hạo Tử dùng để che hình xăm, sau này cậu ta đi xóa xăm rồi." "Xăm hình? Vậy cậu xăm bao giờ chưa?" Chu Dạ bảo chưa từng, trước đây bọn họ kéo tớ đi nhưng tớ từ chối. Bởi vì mùa đông năm tớ 11 tuổi, tớ gặp được một cô gái mặc váy trắng múa ba lê. Cô ấy giống như một nàng tiên nhỏ thuần khiết vậy. Câu nói của cô ấy khi đó đã soi sáng tớ từ trong bóng tối, kể từ đó tớ đã có niềm tin vào cuộc sống. Thế nên, tớ muốn bản thân thật sạch sẽ, có lẽ một ngày nào đó sẽ có thể gặp lại cô ấy. Sinh ca nghĩ thầm trong lòng cậu ấy vẫn luôn có một cô gái hồi ức sâu sắc, như vậy, cô hỏi vậy sau này cậu có gặp được cô ấy không? Ừm, bọn tớ gặp nhau rồi. Sinh ca liền ăn một hũ dấm mà hỏi vậy bọn cậu bây giờ còn liên lạc không? Cô ấy có biết cậu có bạn gái không? Chu Dạ bảo bọn tớ vẫn luôn giữ liên lạc. Lúc này sinh ca cúi mặt bí xị mà hỏi vậy cô ấy có sinh không? Cô ấy là cô gái xinh nhất mà tớ từng gặp. Sinh ca như tối sầm mặt mũi, cậu ấy lại có thể khen cô gái khác trước mặt mình. Hơn nữa đã nhiều năm rồi mà vẫn còn giữ liên lạc. Rồi cô đứng phát dậy, tớ ăn no rồi, tớ về nhà đây. Chu dạ đứng lên ngăn cô lại bảo xanh xanh ghen rồi. Thực ra cậu cũng quen cô gái đó. Cô vẫn ngơ ngác thì chu dạ ghé sát vào tay cô. Cô ấy tên là Senka, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô liền nghĩ, là mình chẳng trách kiếp trước cậu ấy lại có nỗi ám ảnh sâu sắc về mình, thì ra là vì lúc nhỏ bọn mình đã từng gặp nhau. Cô bảo coi như là vừa gặp đã yêu ha, vậy mà lúc tớ vừa bắt đầu theo đuổi cậu, cậu cứ luôn trốn tớ. Cậu đúng là vừa cứng miệng lại vừa nhát. Ôi lại đụng đến lòng tự ti của anh nhà rồi, Chu Dạ lập tức lôi cô ngồi chỉnh tề lên ghế và dí mặt vào. Ai nhát nói lại cho anh nghe nào. Lúc nãy xanh xanh đã nói gì nhỉ? Ở nhà một mình sợ nên đến tìm tớ phải không? Chu Dạ vòng tay ôm eo cô và bảo xanh xanh không phải thấy, ở chỗ tớ nguy hiểm hơn sao? rồi cố tình hù dọa tớ có thể đến gần cậu muốn làm chút gì đó xanh xanh cũng không có sức phản kháng xanh xanh nói lại lần nữa ai nhát sau một pha cố tình hù dọa hết sức cồng cành của chu dạ kết quả xanh ca bảo vậy lát nữa cậu nhẹ nhàng chút pha phản đòn của cô khiến mặt mày chu dạ tái mét nước đi này đúng là không lường trước được không ngờ gặp phải con liều như thế này chu dạ ngơ ngác một lúc thì hỏi cậu có biết vừa nãy tớ muốn làm gì cậu không chắc chắc là đoán được rồi chu dạ bảo biết mà còn không từ chối còn nói ra những lời đó cô lại kiên quyết tớ không muốn từ chối cậu mà chu dạ lại bối rối chị nhà cáo gắt vậy rốt cuộc cậu có muốn hay không chu dạ nghĩ cô ấy đang chủ động mình không cứng lại được nhưng mình phải nhịn bây giờ tuyệt đối không thể làm chuyện này với cô ấy được chu dạ bối rối quay đi mà chửi thề con miệng nó đôi lúc ở trước mặt cậu tớ thực sự là một kẻ hèn nhát rồi quay lại vác cô một mạch đi đến văng xuống giường mà đè xuống hôn mãnh liệt một lúc thì thì thầm vào tai cô một ngày nào đó tớ sẽ ăn cậu đến lúc đó cho dù xanh xanh có khóc lóc cầu xin tớ cũng vô dụng rồi nhủ thầm đúng phải đợi đến lúc mình đủ năng lực có thể cho cô ấy một gia đình mới được mà không phải giống như bây giờ để cô ấy trao thân cho mình trong một căn nhà đi thuê đơn giản như này xanh ca cũng nghĩ rằng vừa nãy rõ ràng cậu ấy rất muốn nhưng cậu ấy lại kiềm chế cậu ấy vẫn luôn yêu có chừng mực chu dạ cậu ấy thực sự rất tốt nửa tiếng sau chu dạ từ phòng tắm bước ra bảo xanh xanh bây giờ không còn sớm nữa cậu mau đi tắm đi tối ngủ sớm chút mai tớ đưa cậu đến một nơi à đúng rồi cậu mang căn cước đi không Sen ca bảo tớ có mang, mai cậu muốn đưa tớ đi đâu chơi vậy? Nhưng đi đâu thì còn lâu mới nói cho Sen ca nghe nhé. Sau khi Sen ca đi tắm thì Chu Dạ ở ngoài nghe phòng bên cãi vã. Tôi đúng là xui xẻo tám kiếp khi yêu phải thằng đàn ông vô dụng như anh. Vừa nhắc đến tiền là bắt đầu giả ngu đổi chủ đề. Cô mở miệng ra, cũng là tiền cô ngày nào cũng ở nhà thì làm sao biết tiền khó kiếm thế nào được. Ban đầu là ai nói muốn nuôi tôi bây giờ có chút tiền cũng không có, thì nuôi cái quái gì? Chu Dạ liền nghĩ rằng hiệu quả cách âm của khu dân cư không được tốt lắm, tối nay xanh xanh mà ngủ đây e là sẽ không ngủ ngon được. Lúc xanh ca mở cửa bước ra thì điện cúp tối đen. Chu Dạ ra vẻ nghiêm trọng nói gâu nói vượn, hình như cầu chỉ quá tải rồi, ngày mai tớ gọi người đến sửa. Xin lỗi xanh xanh, tối nay sợ là không thể ở đây được. Xanh ca liền bảo ra ngoài ngủ hay là đến nhà tớ ngủ đi. Chu Dạ gõ vào đầu cô, xanh xanh có phải trong đầu cậu chỉ nghĩ đến học còn những thứ khác thì không giỏi không? Bà vừa đi mà cậu lại đưa trai về, nếu bị hàng xóm nhìn thấy là bọn họ sẽ bàn tán về cậu đấy rồi chu Dạ nghiêm túc hỏi xanh xanh cậu tin tớ không nếu tin vậy lát nữa nghe theo sự sắp xếp của tớ đi như một số bạn đã đón trước và đây là khách sạn năm sao xanh ca bảo ở đây rất đắt đúng không không đắt sắp 10 giờ rồi xanh xanh mau đi ngủ đi chu dạ thầm nghĩ để cậu có thể yên tâm ngủ thì tiêu bao nhiêu tiền cũng đáng xanh ca thở dài tự nhiên thấy lẽ ra hôm nay không nên đến tìm cậu nói linh tinh gì vậy cậu sợ ở nhà một mình nên mới đến tìm tớ chỉ là lần sau cậu phải gọi trước cho tớ để tớ đi đón cậu đừng đi một mình vào ban đêm đến tìm tớ như vậy không an toàn đâu rồi lại nghĩ rằng là mình không có đủ năng lực ngay cả nhà cũng không có chỉ có thể để cô ấy chịu thiệt đến khách sạn ngủ xanh ca hỏi vậy cậu có muốn ngủ cùng tớ không tớ không chạm vào cậu vì cô nghĩ rằng dù là ngủ chung thì cậu ấy sẽ không làm gì mình nhưng nếu mình động loạn chắc cậu ấy sẽ rất khó chịu nhỉ chu dạ phụt cười phụt câu sau phải để tớ nói với cậu mới đúng không chạm vào cậu xanh xanh yên tâm ngủ đi thế rồi cả hai nằm trên giường mà căng như dây đàn chu dạ hỏi tối nay như này có ngủ được không cô lắp bắp tớ tớ cũng không biết đang căng thẳng cái gì giống như không thể kiểm soát được chu dạ ngồi dậy bảo hay là tớ ngủ ở ghế số pha nhé xanh ca liền ôm lấy chu dạ không sao đâu chắc lát nữa là ổn thôi nếu thực sự không ngủ được vậy thì tớ xem phim với cậu nhé có lẽ xem lúc là buồn ngủ đấy cả hai liền mở phim xem đến một giờ sáng xanh ca sứt mướt nam chính chết vì nữ chính nữ chính cả đời không kết hôn kiểu phim hai chiều này thực sự khiến người khác cảm động động quá hu 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 chu dạ lại cất công dỗ dành được rồi được rồi không khóc nữa không khóc nữa tớ sợ nhất là thấy cậu khóc đấy cậu khóc là tớ bó tay luôn cô bảo nam chính này ngốc quá cậu không được phép giống anh ta sau này cho dù cậu có gặp phải bất cứ chuyện gì cũng không được chết vì tớ chu dạ ôm cô bảo được được tớ không chết tớ sẽ ở bên cạnh cậu cả đời đến sáng sớm ngày hôm sau xanh ca còn ngủ say thì chu dạ gọi điện bảo thời gian của tôi có hạn các anh chuẩn bị trước mọi thứ tôi đến ký xong là đi luôn Mười phút sau, Chu Dạ đến nơi thì nhân viên hỏi Chu Dạ mua cho người khác sao? Chu Dạ bảo không phải, chiếc xe này là tôi mua cho bạn gái của tôi. Còn trẻ mà có thể dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm để mua xe cho bạn gái, anh giỏi thật đấy. Chu Dạ nghĩ hết tiền còn có thể kiếm lại. Nhưng từ nay trở đi, Xanh Xanh không cần chịu nắng gió, không cần phải chen chúc khổ sở trên xe buýt nữa. Chu Dạ nhìn số dư tài khoản đã vét sạch tự bảo sau này mình còn phải tiếp tục cố gắng, phải cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp hơn mới được. Khi Chu Dạ về đến nhà thì Xanh Ca mới thức dậy. Chu Dạ trêu chọc, 10 giờ rồi xanh xanh ngủ tốt thật. Cô ngại ngùng đứng phát dậy, tớ đi đánh răng rửa mặt trước. Sau khi ăn sáng xong Chu Dạ hỏi hôm nay là cuối tuần, xanh xanh có muốn đi đâu chơi không tớ đưa cậu đi. Cô dạng dỡ, đúng là có, ưu ừ, ưu nói đế kinh có một khu vườn, trong đó có rất nhiều cây phong với cây bạch quả, mùa thu lá rơi rất đẹp. Chúng ta đến đó xem có được không? À đúng rồi, không phải cậu nói muốn đưa tớ đến chỗ cần phải dùng căn cước để chơi sao? Nếu không kịp đến khu vườn thì lần sau chúng ta lại đi. Hôm nay đi chỗ cậu bảo trước đi, chu dạ nói tớ đã đặt hai vé đến công viên giải trí trước đây cậu vẫn luôn không có thời gian để đi tớ muốn cuối tuần đưa cậu đi chơi nhưng vẫn kịp chúng ta có thể đến khu vườn trước chiều thì đến công viên giải trí chu dạ chồng người qua đặt tay lên vai cô với giọng điệu tha thiết hôm nay tớ đã chuẩn bị cho cậu một món quà cậu không được từ chối cũng đừng tức giận đừng đau lòng có được không cô liền bảo được tớ không giận a à, dạ tặng tớ cái gì tớ cũng thích rồi thầm nghĩ tặng mình quà mình tức giận làm gì chẳng lẽ cậu ấy sợ quà cậu ấy tặng không đẹp sợ mình không hài lòng với món quà đó chu dạ bảo vậy xanh xanh nhắm mắt trước đi cô tò mò hỏi quà gì mà thần bí vậy bất ngờ chu dạ bế cô lên và bảo chúng ta ngồi trên xe đợi đến lâm viên là cậu biết ngay một lúc sau cũng đến nơi chu dạ đặt vào tay cô một lá phong đỏ hy vọng xanh xanh thích nơi này thích lá phong cũng thích món quà mà tớ tặng xanh ca bảo hôm nay cậu ngượng ngùng vậy chẳng giống cậu chút nào tớ cũng không biết phải làm sao chỉ sợ sau khi nhận được món quà cậu sẽ không vui chu dạ từ từ tháo khăn che mắt ra trước mặt cô là một rừng phong đỏ rực cô bảo là phong trên tay lúc nãy chu dạ đưa là lá phong đẹp nhất cô chia tay ra hí hừng bảo vậy quà của cậu đâu chu dạ bối rối bảo phía sau cậu xanh ca quay ra sau thì nguyên chiếc ô tô đập vào mắt cô ngơ ngác nghĩ rằng chẳng trách cậu ấy cứ luôn thần thần bí bí như vậy thì ra món quà cậu ấy chuẩn bị chính là thứ này chu dạ ôm lấy cô mà thủ thì với vẻ rè dặt đã mua rồi xanh xanh đã nói là sẽ không tức giận tớ muốn mua xe là vì trời lạnh sợ cậu bị lạnh cóng sợ trên xe có quá nhiều người khiến cậu phải chen chúc đây không phải là xe hơi sang trọng gì xanh xanh đừng chê nhé rồi đặt chìa khóa vào tay cô sau này tớ sẽ cố gắng kiếm tiền để đổi chiếc tốt hơn cho cậu lần này mua xe tớ không tốn nhiều tiền tớ mua được mà xanh xanh đừng giận có được không xanh ca ứa nước mắt nghĩ sao lại có tên ngốc như vậy chứ ai tặng quà mà lại còn tự ti như vậy cứ cầu xin người khác đừng tức giận hết lần này đến lần khác tuy trước đây mình đã nói là sẽ không quan tâm đến những thứ vật chất này nhưng cậu ấy vẫn muốn cố gắng hết sức để cho mình cuộc sống tốt đẹp nhất Bây giờ mọi việc đã xong xuôi, mình nghĩ thứ cậu ấy cần hơn chắc là sự ủng hộ và công nhận của mình nhỉ? Sen ca hỏi chiếc xe này bao nhiêu tiền? Chu Dạ bảo thanh toán đầy đủ rồi, mất 8 vạn. Thế cậu còn tiền không? Còn mà. Thật sao? Vậy cậu chuyển cho tớ 2000 tệ đi, ngay bây giờ. Chu Dạ cảm thấy chột dạ mà quay phắn đi, "Tối, tôi tớ chuyển cho cậu được không?" Rồi liền cầu cứu Trình Hạo, "Hạo tử, cho tôi mượn 2000 trước, hôm sau lấy tiền lương trả cho cậu." Bất ngờ Sen ca từ phía sau ôm chầm lấy Chu Dạ, "Tớ không cần tiền." cậu đừng sốt ruột nữa. Chu dạ bảo xanh xanh không cần lo về tiền bạc. Bây giờ có cậu rồi tớ làm chuyện gì đều sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Trước khi mua xe tớ còn giữ lại một khoản tiền, cậu tin tớ được không? Chu dạ liền nghĩ, hôm qua mình đã liên lạc với người mua, bán xe máy được hai vạn, chắc ngày mai là tiền về tài khoản. Xanh ca liền khen A dạ của tớ giỏi thật đó. Ở tuổi của cậu mà cậu có năng lực, có trách nhiệm, có lập trường riêng, đúng là ngầu chết đi được. Có thể được cậu thích tớ hạnh phúc lắm. Tớ nhận quà của cậu. Đây là món quà chất nhất mà tớ từng nhận được đấy, tớ thật sự rất thích. Chu Dạ ngạc nhiên hỏi cậu thực sự nghĩ như vậy sao? Đương nhiên rồi, người đàn ông giỏi như vậy là bạn trai của tớ, nghĩ đến là thấy vui. Chỉ là cậu có thể cúi xuống chút không, đứng kiễng chân như này mệt quá. Lập tức Chu Dạ bế cô lên, vậy sau này tớ sẽ ôm Senka, sau này đổi lại là tớ ngẩng đầu nhìn cậu đi. Cô mắng yêu, đồ ngốc, chẳng lẽ cậu còn có thể cứ ôm như này? Chu Dạ rạng rỡ, cậu chịu nhận quà của tớ thì tốt quá rồi. Trước khi đến đây tớ còn sợ cậu sẽ giận nữa cơ. Nhưng bây giờ thấy cậu như vậy tớ thật sự rất vui. Cậu nói xem, sao tớ lại sợ cậu thế nhỉ? Sinh ca bảo, sợ tớ nhưng cậu vẫn lén làm đấy thôi. Bởi vì giận còn dỗ dành được, nhưng tháng ngày sống khổ đã qua rồi thì không thể đền bù nổi. Nếu Sinh Sinh đau lòng thì có thể hôn tớ nhiều hơn. Tâm trạng tớ tốt lên thì Sinh Sinh sẽ không thấy đau lòng nữa. Sinh ca bảo cậu còn biết kiếm thêm lợi ích cho bản thân. Vậy tớ cũng nói chuyện với cậu, cậu cũng không được từ chối. Khoảng thời gian này cậu đưa tiền cho tớ tớ đều tiết kiệm không tiêu một đồng nào cậu nghe tớ nói bình thường tớ không dùng đến tiền nhưng cậu thì khác cậu có rất nhiều chuyện muốn làm tiền trong tay có thể tùy ý sử dụng cậu thương tớ thì tớ cũng thương cậu cậu yên tâm nếu có một ngày đó tớ với bà gặp chuyện gì đó cần dùng đến tiền tớ nhất định sẽ nói với cậu có được không chu dạ ngập ngừng thì xanh ca nói tiếp được rồi quyết định thế nhé cậu không được từ chối nếu không tớ sẽ giận đó cậu cũng không dễ dỗ đâu chu dạ thở dài xanh xanh đúng là càng ngày càng bá đạo cô hử lạnh tớ không bá đạo sau đó tại nhà sinh ca Cháu yêu, bà về rồi đây. Bà đi đường vất vả rồi. Bà lo lắng hỏi bà không ở nhà cháu ăn cơm có ngon không? Có gặp rắc rối gì không? Xanh ca với vẻ nhiều tâm sự mà ôm chầm lấy bà. Sao vậy có chuyện gì? Nói bà nghe xem nào. Bà ngây người khi cô hỏi bà cảm thấy chu dạ thế nào ạ? Được một lúc bà nói chu dạ rất tốt, siêng năng chịu khó, làm việc dứt khoát cũng rất lễ phép, còn rất đẹp trai nữa. Cô dạng dỡ, đúng ạ, cháu cũng cảm thấy cậu ấy rất rất tốt. Cậu ấy đối xử với người khác rất chân thành, vừa dịu dàng lại vừa chu đáo. Rồi cô liền từ tốn, cháu xin lỗi, cháu không ngoan, cháu giấu bà yêu đương. Bà hỏi với chu dạ sao? Vâng, cháu rất thích cậu ấy. Cậu ấy là một người rất có trách nhiệm. Buổi sáng cậu ấy sợ cháu phải chen chúc trên xe buýt nên ngày nào cũng đến đón cháu. Buổi tối tan học, thì cậu ấy sợ cháu gặp phải kẻ xấu nên ngày nào cũng đưa cháu về. Chiếc vòng bạc bà mang sang nhà bà gì cũng là cậu ấy mua đó ạ. Cậu ấy ngốc lắm, tiêu tiền cũng không cho cháu nói với hai người. Vì cậu ấy cho rằng, Bây giờ cậu ấy không đáng để bà giao cháu gái của bà cho cậu ấy, cậu ấy không muốn để bà lo. Cậu ấy còn nói, cậu ấy sẽ nỗ lực để sớm có thể đứng trước mặt bà, hy vọng được bà công nhận. Cậu ấy sợ cháu bị bà mắng, sợ bà lo cho cháu, nhưng lại không lo nghĩ cho bản thân mình. Trước đây cậu ấy tưởng cháu rất thiếu tiền, nên tháng nào cũng tiết kiệm tiền cho cháu xem như là phí sinh hoạt. Thậm chí sau khi biết cháu không có bố mẹ, cậu ấy còn muốn nghỉ học để ra ngoài đi làm kiếm tiền để làm chỗ dựa cho cháu. Bất ngờ Sen Ca có điện thoại, cô bảo cháu nghe điện thoại một lát. Đầu dây bên kia liền hỏi bà về nhà chưa? Cô bảo bà về nhà rồi, tớ với bà đang ăn cơm. Xanh xanh, sao cậu lại khóc? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Không có, chỉ là vừa nãy ăn cơm bị nghẹn nên âm thanh nghe không ổn lắm. Ừm, vậy hai bà cháu ăn cơm trước đi. Sau khi ngắt máy bà hỏi là Chu Dạ gọi đúng không? Xanh ca dìu bà ngồi xuống, bà đừng trách cậu ấy, là cháu thích cậu ấy trước. Trước đây cậu ấy sợ mình ảnh hưởng cháu nên đã từng từ chối cháu rất nhiều lần. Sau này cậu ấy vì để bản thân có thể xứng với cháu, mà bắt đầu cố gắng hoàn thiện bản thân về mọi mặt. Hôm nay cậu ấy còn tặng cháu một món quà rất đắt tiền, cậu ấy đã tiêu hết tiền tiết kiệm của mình chỉ vì trời lạnh sợ cháu bị lạnh cóng, không cần phải chen chúc trên xe buýt. Cậu ấy đã cho cháu tất cả mọi thứ, nhưng vẫn luôn cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt. Cô khóc òa lên, cậu ấy khiến người khác đau lòng lắm. Đây là chiếc xe cậu ấy đã mua cho cháu, phía trên viết tên của cháu, cậu ấy mới 19 tuổi mà đã tiết kiệm tiền cho cháu hết rồi. Những ngày tháng khó khăn đã qua, điều này không thể bù đắp được, nhưng rõ ràng bản thân cậu ấy cũng rất khổ bà ôm senka mà bảo cháu yêu đã là người trưởng thành gặp được người đàn ông xuất sắc thấy động lòng là điều bình thường bà gặp chu dạ một lần thôi cũng đã cảm thấy đây là một chàng trai tốt bà không phản đối chuyện cháu yêu đương bây giờ nhưng cháu muốn giao mình cho người khác thì trước tiên phải hiểu rõ tính tình và hoàn cảnh gia đình của người ta senka cúi mặt nói cháu giống với cậu ấy cả hai đều không có ba mẹ cháu rất hiểu cậu ấy mỗi bước trong kế hoạch của cậu ấy đều có cháu vì cháu mà cậu ấy không ngừng cố gắng tiến về phía trước cậu ấy rất trung thủy ngoài cháu ra bên cạnh cậu ấy không có bất kỳ cô gái nào khác cậu ấy thực sự đối xử với cháu rất rất tốt bà nghĩ thầm từ khi ba mẹ con bé mất con bé vẫn luôn lầm lì không muốn nói chuyện với ai nhưng bây giờ lại có một chàng trai có thể tiến vào trong trái tim của con bé mình nghĩ chắc chàng trai này thực sự rất tốt với con bé rất quan tâm con bé lúc này điện thoại xanh ca lại có tin nhắn tớ đang ở trước cửa tiểu khu vừa nãy nghe điện thoại thấy cậu khóc tớ không yên tâm nên mới qua xem xem có phải cậu đã xảy ra chuyện gì không bà nội tò mò hỏi là tin nhắn của chu dạ sao vâng vừa nãy cậu ấy gọi cho cháu thì nghe thấy tiếng khóc của cháu cậu ấy không yên tâm nên đã qua đây ngay chu dạ lại nhắn có chuyện gì thì nói với tớ đừng cứ luôn cảm thấy sẽ làm phiền tớ tớ đến rồi bà ở nhà nên không gọi cho cậu nữa nếu không bà sẽ nghĩ nhiều đấy bà liền nghĩ vừa nãy nghe điện thoại con bé chẳng nói gì mấy mà cậu bé ấy đã có thể nhanh chóng cảm nhận được tâm trạng của con bé không nói lời nào đã chạy qua đây ngay xem ra cậu bé ấy đúng như những gì cháu mình nói là một chàng trai có chừng mực rất có trách nhiệm cũng rất chú đáo nghĩ xong thì bà bảo được rồi người ta đã đến rồi cháu mau đi gặp đi xanh ca quay sang hỏi ý của bà là bà để cháu tiếp tục gặp cậu ấy ạ à. bà nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô đi đi cậu ấy rất tốt cháu phải đối xử tốt với người ta đó nhưng không được để điểm số bị tụt xuống đâu nhé cô liền dạng dỡ mà nghĩ rằng tốt quá cuối cùng bà cũng chấp nhận chu dạ rồi cô ôm chầm lấy bà cháu cảm ơn bà bà tốt với cháu quá được rồi được rồi mau đi rửa mặt rồi xuống nhà gặp người ta đi Vâng ạ. Cháu cảm ơn bà cháu đi một lát rồi về. Còn Chu Dạ bên ngoài hết sức sốt ruột, đã được 10 phút rồi mà sao còn chưa trả lời tin nhắn vậy, không phải xanh xanh cô ấy. Đúng lúc này xanh ca chạy ra ôm lấy anh, Chu Dạ hỏi sao lại chạy xuống đây. Bà có biết cậu ra ngoài không? Bà biết, bà cho tớ đi gặp cậu đấy. Sao cậu lại khóc thành như này? Có phải có người ức hiếp cậu không? Không có. Chỉ là vừa nãy tớ nói với bà chuyện chúng ta đang yêu nhau. Chu Dạ lo lắng hỏi thế là bà mắng cậu có phải không? Không có, tớ chỉ khóc vì vui mừng thôi là nước mắt của hạnh phúc đó bởi vì bà đã cho phép chúng ta ở bên nhau cả hai cứ thế mà ôm lấy nhau chu dạ vẫn lo lắng mà hỏi vậy bà có biết tớ không có ba mẹ xanh ca che miệng chu dạ lại và bảo bà biết tớ nói hết với bà rồi vậy vậy bà có nói gì không xanh ca tươi giói mà bảo bà nói cậu rất tốt bà muốn tớ đối xử tốt với cậu bà còn nói muốn có cháu rể như chu dạ nữa đó chu dạ thốt lên thật thật sao trong lòng mừng rỡ bà của cô ấy đồng ý rồi bà của cô ấy chấp nhận mình rồi đương nhiên là thật tớ có lừa cậu bao giờ đâu bây giờ bà đã biết mối quan hệ của chúng ta sau này cậu có thể bất ngờ chu dạ ôm chặt lấy cô xanh xanh cảm ơn cậu cảm ơn cậu vì đã cho tớ cảm giác an toàn sau này tớ sẽ nỗ lực hơn để có thể cho cậu với bà một cuộc sống tốt đẹp hơn hãy tin tớ hôm sau tại sân bóng rổ thầy la từ xa đã gọi lớn chu dạ cuối tuần có trận thi đấu bóng rổ em có đi không một bên là đế kinh một bên là hải thành sẽ không làm lỡ tiết học của em đâu chu dạ liền hỏi thắng có được tiền thưởng không ạ có, tiền thưởng của đế kinh nhiều hơn bên Hải Thành. Nhưng nếu thắng bên Hải Thành thì có thể được lên TV đấy. Em xem xem em muốn đi bên nào. Chu dạ hớn hở bảo đi Hải Thành đi ạ. Chu dạ nghĩ đi Hải Thành thì còn có thể được lên TV, như vậy xanh xanh với bà cũng có thể nhìn thấy. Ngoài ra còn có thể nhân cơ hội này đến nhà trình tử hào, lấy đi tất cả những thứ mà bọn họ cướp của xanh xanh. Thầy la bảo được, vậy quyết định thế nhé, đến lúc đó thầy sẽ chọn thêm mấy đứa để các em làm quen với nhau trước. Lúc này xanh ca đi đến trình hạo hỏi có phải chu dạ bán chiếc xe máy kia, rồi không? vì cô nghĩ mấy hôm nay không thấy cậu ấy đi xe máy nữa. Rõ ràng hai hôm nay thời tiết khá đẹp mà. Trình Hạo bảo tôi, tôi không biết đâu. Chu Dạ quay lại rồi cậu hỏi cậu ta luôn đi. Xanh ca liền hỏi Chu Dạ có phải cậu bán xe máy rồi không? Ừm, bây giờ có xe rồi cũng không cần dùng đến nó nữa, không bán thì giữ lại cũng bị bám bụi. Xanh ca liền nói thầm, chắc chắn là vì mua xe xong hết tiền, cậu ấy không muốn để mình lo nên mới nói như vậy nhỉ. Cô bảo cũng phải, sắp đến kỳ thi hàng tháng rồi, nếu điểm lần này của cậu cao hơn lần trước 100 điểm, tớ sẽ thưởng cho cậu. Phần thưởng là do cậu chọn. Chu Dạ ghé sát, được, xanh xanh nhớ nói phải giữ lời đấy nhé. Hôm sau bất ngờ bà của xanh ca gọi cho Chu Dạ, Chu Dạ à, thứ bảy này cháu rảnh không? Đến nhà bà ăn bữa cơm đi, bà làm món ngon cho cháu ăn. Chu Dạ liền hào hứng vui mừng liền nói thứ bảy cháu rảnh. Vậy bình thường cháu thích ăn gì? Chu Dạ bảo cháu không kén ăn, bà cứ tùy tiện làm vài món là được ạ. Vậy để bà tự xem rồi làm, cháu đừng nói trước với cháu bà nhé. Đến lúc đó chúng ta sẽ cho con bé một bất ngờ. Vâng, cháu biết rồi ạ. Vào thứ bảy, xanh ca lướt web xem xe máy thầm nghĩ, mình nhớ lần trước Trình Hạo nói chiếc xe của Chu Dạ là phiên bản giới hạn, nhưng cậu ấy lại vì mua xe cho mình mà bán xe. Cô lướt xem dừng lại một chiếc. Chiếc này được đấy. Theo trang web chính thức chiếc xe này là chiếc phù hợp nhất về mặt giá cả và chất lượng, vừa hay mình có thể tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi này để đi làm phiên dịch, đến lúc đó có thể bí mật tiết kiệm tiền để mua xe tặng cho cậu ấy. Nhưng mà hôm nay Chu Dạ đi đâu vậy, sao mà cả sáng chả thấy tin tức gì? Ở ngoài bà nói với Chu Dạ, phòng của con bé ở kia. Cháu vào trước đi, đợi lát nữa nấu cơm xong thì bà gọi các cháu. Vâng bà, vậy cháu vào phòng chào cô ấy trước, lát nữa cháu xuống bếp giúp bà. Chu dạ mở cửa bước vào nhẹ nhàng chạm vào cô. Chu, chu dạ sao cậu lại đến đây? Sao? Xanh xanh không chào đón à, có chứ đương nhiên là chào đón rồi. Cô đứng dậy ôm lấy chu dạ, cậu đến sao không nói với tớ một tiếng, sáng cậu chẳng gửi tin nhắn cho tớ, tớ nhớ cậu quá. Tớ cũng nhớ cậu, không nói trước với cậu là vì bà muốn cho cậu bất ngờ được rồi tớ phải vào nhà bếp giúp bà chuẩn bị thức ăn đây không thể ở cùng cậu lâu hơn được nữa cậu viết tiếp đi chu dạ nghĩ tuy đã được bà cho phép nhưng vẫn nên có chừng mực không thể để bà cảm thấy mình không biết phép lịch sự được xanh ca bảo được vậy vất vả cho hai bà cháu quá lát nữa viết xong thì tớ sẽ vào giúp khi xuống bếp phụ bà thì bà bảo chu dạ cháu bà đã nói với bà về tình hình của cháu cháu cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân mình bây giờ bà thấy vật chất kinh tế gì đó thực ra không quá quan trọng có sức khỏe tốt và sống tốt mới là điều quan trọng nhất bà cũng nhiều tuổi rồi không thể cứ luôn ở cùng cháu bà được thế nên so với cuộc sống vật chất bà càng mong cháu có thể chăm sóc tốt bản thân mình đi cùng con bé đến cuối đời đừng để con bé một mình số con bé khổ nói đến đây chu dạ ngắt lời bà yên tâm đi ạ cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy bà cũng sẽ sống lâu trăm tuổi đứa trẻ ngoan cảm ơn cháu vì đã đối xử tốt với cháu bà chu dạ nói xanh xanh rất xuất sắc cũng rất hoàn hảo là cháu trèo cao cháu nên cảm ơn bà vì bà không chê cháu vì bà đồng ý giao cháu bà cho cháu Bà nhìn Chu Dạ như thăm dò, có cháu thì bà cũng yên tâm hơn. Được rồi không nói nữa, bà đã làm cho cháu món gà cay, cũng bỏ thêm rất nhiều ớt, mùi vị cũng ngon hơn. Chu Dạ do dự, "Bà, ớt nhiều quá xanh xanh ăn vào sẽ thấy khó chịu, xanh xanh không ăn được đồ quá cay đâu ạ." Bà ra vẻ ngạc nhiên, "À đúng rồi, cháu bà không ăn được đồ quá cay, cháu cũng khá hiểu cháu bà đấy. Thế cháu có biết khẩu vị của con bé thế nào không?" Chu Dạ không nghĩ ngợi mà bảo, "Cô ấy khá thích đồ thanh đạm, không quá cay cũng không quá mặn. Cô ấy không thích ăn rau thơm cũng không thích thịt cừu." Bởi vì cô ấy thấy mùi thịt cừu quá nồng, bà cười mãng nguyện, được được, cháu nói y hệt con bé, đúng là một chàng trai tinh tế. Rồi bà nghĩ thầm, chàng trai này không tệ, hiểu rõ cháu gái mình lại còn rất tinh tế. Lúc này Sinh Ca đi vào hỏi hai người đang bí mật nói chuyện gì mà cười vui vậy. Bà bảo bí mật, không nói cho cháu được. Chu Dạ cũng hùa theo mà trêu cô, đúng, đây là bí mật của tớ với bà. Ờ, bà bắt đầu thiên vị rồi. À đúng rồi Chu Dạ, lát nữa ăn cơm xong cháu đừng đi vội, bà sẽ cho cháu xem đồ tốt. Cả Chu Dạ và Sen Ca đều ngơ ngác mà tò mò về món đồ tốt mà bà nói. Một lúc sau Chu Dạ bảo với Sen Ca, thứ bảy tuần sau tớ phải đến Hải Thành cùng hội, thầy La để tham gia trận đấu bóng rổ. Trận đấu bắt đầu lúc 9 giờ 30 sáng, có phát trực tiếp trên mạng, hơn nữa đài truyền hình địa phương ở Hải Thành cũng đưa tin, Sen Sen nhớ phải xem đấy nhé. Được lên TV sao? Vậy thì tốt quá, đến lúc đó tớ nhất định sẽ xem cùng bà. Chu Dạ, cháu yêu, hai cháu dọn xong chưa? Bà cho hai cháu xem thứ này. Đây là album ảnh về quá trình trưởng thành của cháu bà. Bà nghĩ hôm nay cháu ở đây thì có thể lấy ra để cho cháu xem. Cháu xem, bên trái là lúc xanh xanh vừa mới sinh ra. Bên phải là ảnh lúc con bé 3 tuổi. Lúc đó hàng xóm đều khen con bé xinh. Chết, món canh nhân nhĩ hạt sen bà hầm hình như được rồi. Hai cháu tiếp tục xem đi, bà vào bếp xem xem. Chu dạ đang chăm chú thì xanh ca không cho xem nữa. Lúc này bà lại bảo cháu yêu à, lát nữa xem ảnh xong cháu dẫn chu dạ đi dạo quanh đây đi đúng lúc hôm nay thời tiết rất đẹp hai cháu ra ngoài chơi một lát đi nhớ đưa người về cho bà trước khi trời tối nhé chu dạ nghĩ thầm bà chủ động để bọn mình ra ngoài đi chơi riêng bà đang tỏ ý chấp nhận mình sao chu dạ liền bảo bà yên tâm đi ạ cháu nhất định sẽ đưa xanh xanh về đúng giờ vừa nãy sao cậu không cho tớ xem ảnh nữa cậu giấu gì vậy xanh ca xấu hổ bảo không giấu cái gì tớ chỉ không muốn cho cậu xem nữa thôi vậy sao nhưng tớ thấy hết rồi xanh ca hoảng hốt hét lên cậu cậu nhìn thấy gì rồi Chu Dạ Bảo nhìn thấy em bé không mặc quần áo đấy. Xanh xanh lúc đó trông như chiếc bánh nếp mềm dẻo vậy, đáng yêu quá. Cô xấu hổ mà không biết nói gì. Chu Dạ Bảo xanh xanh đang ngại à? Hôm đó ở nhà tớ lúc cậu định trao thân cho tớ, chẳng phải cậu rất dũng cảm sao? Cái đó, nó không giống nhau. Hôm đó trời tối, tắt đèn rồi chẳng thấy gì cả. Chu Dạ ghé sát tai cô mà trêu, ai nói tớ muốn tắt đèn chơi với cậu. Xanh ca quay sang nói cậu cứ chém gió đi. Cho dù suy nghĩ của cậu có bạo tới đâu thì cậu cũng sẽ không làm gì tớ cậu chắc chắn tớ sẽ không đụng vào cậu cô thản nhiên bảo đúng vậy còn thách thức hay là giờ a à, dạ lại làm gì đó đi đảo ngược một chút chu dạ bảo tớ phát hiện lúc cậu ở riêng với tớ thì cậu rất bạo nhưng lúc có nhiều hơn một người thì cậu lại rất dễ xấu hổ xanh ca choàng lấy cổ chu dạ bởi vì chu dạ của tớ có chừng mực cũng rất thận trọng thế nên tớ có thể yên tâm nói năng tùy tiện do bị cậu chiều hư đấy học sinh giỏi này thì khác có thể khiến người khác thấy vui chỉ bằng vài câu nói hy vọng lúc ở riêng sau khi kết hôn bảo bối còn có thể bạo như vậy vậy cậu cũng phải mau cưới tớ đó. Được, tớ sẽ cưới cậu sớm thôi. Thứ bảy tuần sau, Sinh ca hối thúc, bà ơi nhanh nhanh, trận đấu của Chu Dạ sắp bắt đầu rồi. Lúc Chu Dạ chơi bóng rổ cậu ấy trông ngầu lắm, nói không chừng còn có thể được phỏng vấn gì đó sau cuộc thi. Để cháu tìm chỗ vào xem phát sóng trực tiếp trước, bà đợi cháu một lát. Lúc này tại nhà thi đấu Hải Thành, trọng tài thổi còi thi đấu bắt đầu. Bên ngoài vang lên lời cổ vũ rất náo nhiệt, lúc này Chu Dạ cầm bóng, mà di chuyển vượt qua rào cản mà nhảy lên ghi điểm đầu tiên cho trường trung học số 1. Xanh ca ồ lên, ghi bàn rồi giỏi quá. Bà nội cũng vui vẻ mà tấm tắt, đứa trẻ này giỏi thật. Nửa tiếng sau đó, trận đấu kết thúc trường trung học số 1 Đế Kinh vs trường trung học Hải Thành, trường trung học số 1 Đế Kinh thắng. Bạn Chu Dạ, biểu hiện của bạn trên sân vô cùng xuất sắc. Dưới tình hình dẫn đầu trong trường Hải Trung, bạn còn có thể dẫn dắt đội vượt qua điểm số bất chấp áp lực. Xin hỏi có niềm tin nào ủng hộ bạn sao? Chu Dạ bảo đúng vậy, không sai. Ở trên sân bóng, có một niềm tin vẫn luôn ủng hộ tôi nỗ lực chiến thắng cuộc thi tôi muốn giành lấy vinh quang vì cô ấy vì trường học xanh ca nghe lời phát biểu của chu dạ mà cảm động muốn phát khóc lúc này trình hạo hỏi dạ ca cậu đến đây làm gì vậy đến nhà sinh tử hào lấy cúp vàng về cho xanh xanh đó là chiếc cúp mà mẹ cô ấy lúc còn sống đã đưa cô ấy đi tham gia cuộc thi lần cuối mấy năm nay cô ấy vẫn luôn nhớ về nó trước đây cảnh sát đến nhà sinh tử hào để hòa giải bọn họ chết cũng không thừa nhận cuối cùng chuyện này cứ để mặc vậy vãi đạn nhà này không biết xấu hổ à chuyện như này mà cũng làm được bất ngờ lúc này chu dạ nhìn thấy quý tổng giờ ông ta lại xuất hiện ở nơi xanh ca đã từng sống chuyện này không thể trùng hợp như vậy được chu dạ liền bảo trình hạo cứ ở đây còn cậu tiến đến chiếc xe của quý tổng trợ lý cũng thấy chu dạ nên báo với quý tổng ông ta liền xuống xe đi đến nói tiểu dạ à con đừng hiểu lầm ba ở đây không phải có ý gì xấu chỉ là muốn hiểu thêm về cuộc sống hiện tại của người bên cạnh con thôi tôi không quan tâm không có ý gì cho dù thế nào thì ông cũng không có quyền đi thăm dò cô ấy cho dù có thăm dò thì ba cũng sẽ không làm gì con bé con mang cho mình dòng máu của ba nên ba phải quan tâm đến con chu dạ cười nhạt quan tâm tôi lúc nhỏ tôi khổ sở vậy cũng có thấy ông chạy đến nhận tôi đâu rốt cuộc con muốn ba phải làm thế nào thì con mới nhận người ba này cô gái kia không cha không mẹ đi học cũng dựa vào tiền trợ cấp của nhà nước nhà cũng là nhà đi thuê ở đế kỳ với khả năng tài chính hiện giờ của con căn bản không thể nuôi nổi bọn họ chẳng lẽ con cứ luôn để bọn họ sống cuộc sống túng thiếu như vậy sao Thành tích của con tuy đã tiến bộ không ít, nhưng muốn thi vào trường tốt thì vẫn rất khó. Nhưng chỉ cần con tiếp nhận người ba này, thì con có thể thay đổi cuộc sống hiện tại của con. Chu Dạ bảo tôi sẽ cho cô ấy những ngày tháng tốt đẹp, nhưng cho dù tôi có thế nào, thì tôi cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với ông. Tôi biết ông có quyền thế, nhưng tôi không ham, càng không muốn cậy quyền. Nếu ông vẫn còn nhớ đến chút tình cảm giữa tôi và ông, thì xin ông đừng làm phiền tôi với những người bên cạnh tôi nữa. Nếu không, cho dù ông có quyền thế như nào đi nữa, tôi cũng sẽ không tha cho ông đâu nói xong chu dạ cùng trình hạo rời đi lúc này trợ lý đến nói với quý tổng tôi cảm thấy chuyện nhận lại dạ thiếu gia khá khó đó ạ con người cậu ấy đúng là quá bướng bỉnh nó sẽ tiếp nhận tôi thôi thằng nhóc này trí khí cao cũng đầy tham vọng cách làm việc cũng rất cực đoan nó sẽ tìm tôi vì cô gái kia thôi ngoài ra gọi thêm người theo dõi nhà sinh tử hào đi lúc này tại nhà tử hào nghe tiếng gõ cửa thì mẹ tử hào ra mở cửa thấy chu dạ thì rất kinh ngạc xanh ca còn có một chiếc cúp ở chỗ các người mau lấy ra đây ông đây đang vội đừng có dở trò lần này ông đây còn mang theo chứng cứ ba của tử hạo đi ra là bạn học chu à mau vào đây đi chú cậu vừa mới đi đấy ông ấy nói là người của quý gia bảo chúng tôi đừng chọc giận cậu cũng đừng làm phiền hai bà cháu xanh ca nữa chu dạ bảo vậy thì các người nghe cho kỹ không được đi làm phiền nhà cô ấy nữa bây giờ mau cầm chiếc cúp ra đây cho tôi mau lên được 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 cậu đừng giận tôi đi lấy ngay tôi đi lấy ngay đây trong tiểu khu cẩm tú tiền trình Trình Hạo hỏi Chu Dạ, vừa nãy hai vợ chồng kia bị dọa sợ thành như vậy, không phải là Quý tổng đã nói gì với bọn họ đấy chứ? Nhìn bộ dạng đấy thì có vẻ là như vậy. Tình huống này thì có lẽ Quý tổng thật sự muốn nhận lại cậu nhỉ. Ông ấy ra tay cảnh cáo nhà Sinh Tử Hào cũng coi như là giúp cậu rồi. Nhưng Chu Dạ lại cứ luôn cảm thấy Quý Vân Tiêu này có gì đó không đúng. Lúc nhỏ khi gì tôi biết Quý Vân Tiêu là ba của tôi, muốn nhân cơ hội này đi lừa tiền, kết quả là ông ta đuổi gì tôi đi ngay. Quý Vân Tiêu, sao anh có thể như vậy được? Chu Dạ là con trai mà ngay cả con trai ruột của anh mà anh cũng không quan tâm sao thế rồi người gì chu dạ về đánh đập hành hạ anh người ba có tiền kia của mày vốn không muốn nhận lại mày mày cái thứ suối quẩy này thế thì mày có tác dụng gì nữa chứ chu dạ nói thế nên quý vân tiêu đã biết sự tồn tại của tôi từ lâu nhưng giờ ông ta mới đến nhận tôi tôi nghĩ chắc chắn là ông ta có mục đích xấu xa nào đó trình hạo nói cho dù ông ta có mục đích gì chỉ cần cậu không nhận ông ấy chắc không có vấn đề gì nhỉ chu dạ cương quyết cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa tôi cũng sẽ không nhận ông ta được rồi không nói mấy cái này nữa nhân tiện đang ở đây tôi đi mua ít bánh ngọt đặc sản về cho xanh xanh cô ấy rất thích mấy thứ này lúc này chu dạ lại nghĩ đến lời nói của quý vân tiêu cô gái kia không cha không mẹ đi học cũng dựa vào tiền trợ cấp của nhà nước nhà cũng là nhà đi thuê ở đế kinh với khả năng tài chính hiện giờ của con căn bản không thể nuôi nổi bọn họ chẳng lẽ con cứ để bọn họ sống cuộc sống túng thiếu như vậy sao chu dạ nói thầm tuy rất ghét ông ta nhưng điều ông ta nói cũng là sự thật mình phải mau chóng nghĩ cách mau chóng thay đổi cuộc sống túng thiếu hiện tại của xanh xanh mới được sau khi xuống xe chỉnh hạo thờ hổn hển dạ ca cậu chạy nhanh vậy làm gì nhớ cô ấy rồi đến tiểu khu gặp cô ấy bất ngờ lúc này cô ấy chạy đến cô lại bảo vì nhớ chu dạ nên mới đến đây cô hỏi sao cậu lại sách nhiều đồ vậy để tớ sách giúp cậu không cần đâu mấy thứ này là đặc sản hải thành tớ mang về cho cậu với bà tớ nhớ cậu thích ăn nên mua cảm ơn a à, dạ cảm ơn cậu đã luôn nghĩ đến tớ Chu dạ xoa đầu cô bảo đồ ngốc, đây chẳng phải việc tớ nên làm sao. Phải luôn nghĩ đến bảo bối nhà mình chứ. Mà Trình Hạo đâu rồi, chậm quá vậy. Ở đây nè, hai người ở đây chán lắm, tôi không trốn ra xa chút, bị thồn cơm chó no chết tôi thì phải làm sao. Xanh ca lại hỏi Chu dạ lát nữa hai cậu có bận gì không. Bà bảo các cậu về nhà ăn tối, bà nói muốn chúc mừng bọn cậu. Trình Hạo nghĩ ngợi rồi bảo tôi đi không thích hợp lắm thì phải. Sao lại không? Quan hệ của cậu với Chu Dạ tốt như vậy có gì mà không thích hợp chứ? Dù sao thêm người không thêm thức ăn, chỉ thêm một đôi đũa thôi chu dạ cũng bảo nếu bà đã mời thì cùng đi thôi được vậy tôi không khách sáo nữa thế rồi cả ba cùng đi về nhà của Sinh ca bà liền hỏi cháu là trình hạo nhỉ biểu hiện của cháu với chu dạ hôm nay tốt lắm bà đã làm vài món ngon để chúc mừng các cháu được rồi các cháu mau đi rửa tay đi lát nữa là có thể ăn rồi sau khi bữa tối kết thúc trên đường về trình hạo bỏ bà tốt thật đấy hôm nay bà còn nấu một bàn thức ăn để đãi chúng ta bà còn gắp thức ăn cho tôi suốt lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận hơi ấm của gia đình tôi muốn làm cháu rể của bà quá Chu Dạ nhìn Trình Hạo bằng ánh mắt sắt như dao mà gằn giọng, "Cái gì? Làm cháu rể của bà?" Trình Hạo vội che miệng, "A à, không không, nói nhầm rồi, là muốn làm cháu của bà." "Cậu đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm." Lúc này Sen Ca gọi điện nói Chu Dạ hình, "Như cậu để rơi một cái hộp ở nhà tớ." Chu Dạ bảo đó là đồ của xanh xanh. bây giờ vật về với chủ. Cô ngờ vực mở ra thì đúng là đồ của cô, cô vô cùng ngạc nhiên mà hỏi Chu Dạ, "Sao cậu lấy chiếc cúp này về được vậy? Nhà bác tớ có bắt nạt cậu không?" Có làm cậu bị thương không? không có, ai dám bắt nạt tớ chứ. Bác cậu nhát lắm, vừa nhìn thấy bọn tớ có nhiều người là đã sợ rồi. Hơn nữa trước đây nghe cậu nói bọn họ có tiền án ở Hải Thành, tớ dọa tí là bọn họ chuột dạ đưa cúp cho tớ ngay. Xanh ca thở phào, cậu không bị thương là được. Cảm ơn cậu A à, dạ, cảm ơn cậu đã giúp tớ lấy lại chiếc cúp đặc biệt này. Chu dạ bảo nếu xanh xanh thực sự muốn cảm ơn tớ, vậy thì ngày mai đi cùng tớ đến một nơi. Sáng sớm hôm sau, xanh ca hỏi nơi tối qua cậu nói là chỗ này. Mới sáng sớm mà chúng ta đến đây làm gì? chẳng phải xanh xanh nói nếu lần này, điểm của tớ cao hơn lần trước 100 điểm thì có thể tự chọn phần thưởng sao? Lần này điểm của tớ cao hơn 200 điểm. Phần thưởng tớ muốn chính là đến đây ôm cậu ngủ. Xanh ca nói thầm, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu ấy, chẳng lẽ cả đêm qua cậu ấy không ngủ sao? Chu dạ, có phải đêm qua cậu không ngủ không? Có phải lại đến gara ô tô làm không? Chu dạ bảo tối qua người ta thuê gấp quá, thời gian eo hẹp nên tớ không kịp ngủ. Cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, đừng làm việc quá sức chu dạ nắm lấy tay cô nghĩ rằng bây giờ tớ không cảm thấy vất vả chút nào tớ chỉ muốn mau chóng kiếm tiền sau này có thể mua nhà sớm để cưới cậu giống như hôm qua quý vân tiêu đã nói muốn thay đổi cuộc sống hiện tại của xanh xanh thì chỉ có thể cố gắng hơn nghĩ xong chu dạ nói đúng rồi xanh xanh tớ muốn thú nhận với cậu một chuyện ba tớ thực ra chưa chết nếu tính quan hệ huyết thống thì cái ông quý vân tiêu kia chính là ba ruột của tớ xanh ca tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên chu dạ lại nói trước đây ông ta đã lén qua tình tớ rất nhiều lần muốn nhận lại tớ nhưng tớ không đồng ý, dù sao lúc nhỏ tớ khổ như vậy, cũng chưa từng thấy ông ta chạy đến nhận lại tớ, nhưng giờ tự nhiên ông ta lại muốn nhận lại tớ, tớ cứ luôn cảm thấy ông ta có mục đích khác. Trước đây ông ta cũng từng điều tra cậu, tớ không biết rốt cuộc ông ta có ý xấu không. Tớ nghĩ rất lâu, tớ nghĩ nên nói với cậu, bởi vì tớ sợ có một ngày, ông ta đến gặp cậu nói này nói nọ với cậu, để chia rẽ quan hệ của hai chúng ta, khiến cậu hiểu lầm tớ. Gần đây ông ta cứ lấy vật chất ra để đánh đòn tâm lý với tớ nói rất nhiều lần là cuộc sống của cậu với bà rất khó khăn. Ông ta cứ luôn lấy lý do này để tớ theo ông ta về quý gia. Nhưng xanh xanh cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ cố gắng để cậu có cuộc sống tốt hơn. Xin xanh xanh hãy cho tớ thêm chút thời gian, tớ sẽ không để cậu đợi quá lâu đâu. Cô bảo chu dạ, cậu đừng gấp. Sau này gặp được cậu thì cuộc sống của tớ với bà đã tốt hơn nhiều rồi, cậu đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân mình. Và lại tớ cũng sẽ không vì mấy lời của người khác mà hiểu lầm cậu đâu. Về người ba của cậu, Cậu muốn nhận thì nhận, không muốn nhận thì chúng ta không nhận. Cho dù cậu có quyết định thế nào thì tớ đều sẽ ủng hộ cậu. Tớ tin trong tương lai gần, A à, Dạ nhất định sẽ có thể dựa vào năng lực của bản thân mình để thành công. Cô nghĩ thầm, mình nhớ kiếp trước sau khi Chu Dạ khởi nghiệp thành công, trong các bài báo về cậu ấy cũng không hề nhắc đến Quý gia. Có nghĩa là kiếp trước cậu ấy đã không về Quý gia. Cậu ấy có được tất cả mọi thứ đều là nhờ vào năng lực của chính mình. Xanh ca bảo trước đây tớ còn mơ thấy cậu mở 1314 quán cà phê internet, trên toàn thế giới có tên là dạ dạ sinh ca đó, giỏi lắm đó. Vậy sao? Nhưng tớ chưa từng nghĩ tới việc mở quán cà phê Internet, nếu muốn khởi nghiệp, tớ muốn mở một tiệm sửa xe đua. Cô ra vẻ hờn dõi, xem ra giấc mơ của xanh xanh không chuẩn rồi. Cô lại thầm bảo, sao lại như vậy? Mình nhớ kiếp trước lúc cậu ấy giành được, giải thanh niên khởi nghiệp xuất sắc nhất không phải là dựa vào hạng mục sửa xe đua mà. Nhưng cho dù cậu ấy quyết định như thế nào, mình cũng sẽ ở bên cậu ấy mãi mãi. Hai tháng sau, cháu yêu à năm nay bà trẻ của cháu bảo chúng ta sang bên đó đón năm mới bà ấy nói cháu đã có một người bạn trai rất xuất sắc cũng đối xử với cháu rất tốt bà ấy rất vui nên muốn cháu dẫn về gặp vâng ạ à, vậy để giờ cháu hỏi chu dạ xem cậu ấy có tiện về cùng chúng ta không bà bảo cả trình hạo nữa cháu cũng hỏi nốt đi trước đây bà đã nói với bà trẻ của cháu đứa trẻ này vô cùng dễ mến bà muốn nhận thằng bé làm cháu như vậy sau này cũng có thêm người nhà chăm sóc cháu bà trẻ cháu vừa nghe đã muốn gặp bà ấy nói nếu như hai đứa tiện thì cùng về với chúng ta như vậy trong nhà cũng sẽ náo nhiệt hơn. Vâng ạ. Vậy giờ cháu gọi điện hỏi bọn họ luôn. Xanh ca liền gọi đến Chu Dạ, tớ muốn hỏi cậu năm nay đón năm mới, cậu có muốn về gặp bà trẻ của tớ không? Bà tớ đã nói với bà trẻ là tớ có một người bạn trai, nên bà rất muốn gặp cậu. Nhưng nếu muốn về thì phải bảo trước một ngày, đến hôm sau mới có thể về. Như vậy có tiện không? Chu Dạ hớn hở bỏ tiện chứ, không vấn đề, đến lúc đó tớ lái xe đưa cậu với bà về, cậu cho tớ địa chỉ trước để tớ lên lộ trình. Xanh ca lại nói bà muốn trình hạo về cùng chúng ta bà muốn nhận cậu ta làm cháu. Chu dạ hét lên, cái gì, vậy chẳng phải sau này tớ phải gọi cậu ta là anh vợ sao? Xanh ca nghĩ ngợi một lúc thì bảo hình như cũng đúng. Chu dạ nói bỏ đi, gọi thì gọi. Dù sao chắc cậu ta cũng sẽ rất vui. Chu dạ cũng hỏi cô ngày mai có rảnh đi xem tớ thị đấu không? Xanh ca tò mò hỏi cuộc thi gì thì chu dạ cho biết. Người chủ A à bớt của tớ trước đây đã về nước, ông ấy đã tổ chức một cuộc đua xe máy tại câu lạc bộ của mình. Thắng thì sẽ có tiền thưởng, sau cuộc thi là được phát ngay xanh ca nghe vậy thì bảo được không vấn đề vậy ngày mai sau khi ăn trưa xong tớ đến đón cậu sau đó chu dạ tắt máy thì nhìn chằm chằm vào trình hạo dạ ca cậu nhìn tôi làm gì có gì thì cứ nói cậu cứ nhìn tôi như vậy làm tôi căng thẳng lắm chu dạ ra vẻ đánh giá tôi muốn xem xem rốt cuộc bà nhìn chúng cậu ở điểm nào sao tự nhiên bà lại muốn nhận cậu làm cháu bà cậu nói cái gì bà muốn nhận tôi làm cháu á tôi không nghe nhầm chứ trình hạo hớn hở dạ ca tôi thật sự không nghe nhầm chứ bà nói muốn nhận tôi làm cháu. Giấc mơ của tôi biến thành sự thật nhanh như vậy sao? Chu dạ ra vẻ ghét bỏ bảo là giả đấy, cậu nghe nhầm rồi. Trình hạo lấy điện thoại ra, chắc chắn là tôi không nghe nhầm. Tôi phải đi gọi điện thoại hỏi xem. Chu dạ phụt cười, nhìn cậu trông ngốc chưa kìa ha ha. Ngày hôm sau, chủ của chu dạ, tay đua quốc tế A Bớt. Ông ấy đến hỏi chu dạ, đây là bạn gái của cậu sao? Rồi thán phục, người anh em cậu may mắn vậy, có bạn gái xinh quá. Đây, cho cậu cái này, Tất cả các xe tham gia đều được sắp xếp giống nhau, đồ bảo hộ cũng giống nhau. Trong cuộc thi không được thay đổi linh kiện, nếu không thắng cũng xem như là phạm luật. Nói xong ông ta quay đi không quên động viên Chu Dạ hãy cố lên. Chu Dạ quay sang sân Ca, lát nữa bảo Trình Hạo đưa đến điểm cuối xem người đàn ông của cậu giành hạng nhất nhé. Ừm, cố lên tớ đến điểm cuối đợi cậu, trong cuộc thi phải chú ý an toàn nhé. 15 phút sau cuộc thi bắt đầu. Lúc này tại điểm cuối sân Ca hối thúc, đến rồi đến rồi. Chu Dạ qua đây rồi. Mau mau mau, mau quay lại giúp tôi. Trình Hạo hỏi Dạ Ca đang ở đâu vậy? Xanh Ca bảo chính là người đầu tiên kia kìa. Sau vòng thứ 10, Chu Dạ quả nhiên là người về đích đầu tiên. Xanh Ca quẩy tung hết cỡ, Chu Dạ thật sự là Chu Dạ tốt quá. Cậu ấy thắng rồi, cậu ấy giành được hạng nhất rồi. Trình Hạo bảo em gái à, chúng ta khiêm tốn chút. Chu Dạ cũng nhanh rời khỏi xe chạy đến hỏi Xanh Ca, thế nào? Vừa nãy tớ trong cuộc thi có ngầu không? Ngầu, rất ngầu luôn đó. Chu Dạ cậu giỏi quá. Trước đây tớ đã nói với cậu rồi, trừ việc thành tích có hơi kém thì những thứ khác tớ đều giỏi. Lúc này A à, bớt đi đến cũng tấm tắt. Cậu đúng là biết giấu nghề, kỹ thuật này của cậu có thể tham gia các cuộc thi chuyên nghiệp được rồi đấy. Anh nói vậy thì hôm khác tôi lại đến chơi. Được, hôm khác có thời gian thì chúng ta lại chơi cùng nhau. À đúng rồi, tôi có một chuyện muốn hỏi cậu. Cậu có từng nghĩ tới việc đến chỗ khác sửa xe không? Là như này, tôi chuẩn bị năm sau nghỉ, sau này ở lại trong nước để tạo dựng câu lạc bộ xe mô tô này. Kỹ thuật sửa xe của cậu là kỹ thuật đặc biệt nhất mà tôi từng thấy, tôi muốn tuyển cậu, cậu cứ ra điều kiện. Chu Dạ liền bảo được, tôi có một điều kiện, sau này trong câu lạc bộ tôi chỉ sửa xe tham gia cuộc thi. Thù lao là 15 điểm thường thi đấu, không lọt vào top 3 thì một đồng tôi cũng không lấy. Mọi người liền nghĩ, chỉ có lọt vào top 3 mới có thể lấy được thù lao, cách nghĩ như vậy đúng là quá mạo hiểm. Sen ca nắm tay Chu Dạ thầm bảo đừng kích động, nhưng Chu Dạ vẫn dạng dỡ mà bảo đừng lo. Chu Dạ nghĩ rằng trước đây mình vẫn luôn muốn mở một tiệm sửa xe, nhưng vốn khởi nghiệp của mình cứ mãi không đủ, Điều mà A bất nhắc đến đúng là một cơ hội quá tốt, mình phải cố gắng." A bất cười khoái chí, "Ha ha ha, tôi thích chơi với người có tham vọng. Vậy được, cứ theo điều kiện của cậu đi. Nhưng cậu cũng phải bảo đảm sau khi sửa xe ở chỗ tôi thì không được nhận việc riêng ở bất cứ nơi nào khác." A bất quay đi và bảo, "Vậy hai ngày này sau khi tôi hoàn thiện nội dung hợp đồng xong, tôi sẽ gửi cho cậu. Không còn câu hỏi gì nữa thì chúng ta ký tên nhé." Lúc này Trình Hạo mới nói dạ ca, "Như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Chỉ có lọt vào top 3 mới có thù lao." Cách nghĩ này quá nguy hiểm chu dạ nói thực ra câu lạc bộ mà a bớt này chỉ là bàn đạp đối với tôi có anh ta tôi có thể tiếp xúc trực tiếp với các tay đua chuyên nghiệp tiền thưởng của cuộc thi chuyên nghiệp rất cao những tay đua đó đều quan tâm đến danh dự và thứ hạng nếu tôi có thể thông qua kỹ thuật của bản thân để những người đó thắng cuộc thi vậy thì sau này bọn họ sẽ tiếp tục tìm tôi để hợp tác như vậy sau này tôi có thể có được nhiều cơ hội hơn xanh ca bảo vậy đến lúc a bớt gửi hợp đồng cho cậu cậu có thể cho tớ xem không được sau khi nhận được hợp đồng tớ sẽ cho cậu xem đầu tiên lúc này đêm giao thừa hải thành bà trẻ của sinh ca bước ra dạng dỡ ôi đã lâu không gặp cháu yêu của ta lại sinh hơn rồi chu dạ cùng trình hạo mang quà đi đến mà lễ phép cháu chào bà trẻ chúc bà năm mới vui vẻ ạ ôi hai đứa trẻ này chính là chu dạ và trình hạo nhỉ ôi đến thì đến thôi sao còn mua nhiều đồ vậy bà nội tự hào mà bảo đây cũng là tấm lòng của hai đứa nó trước đây chị khuyên mấy lần rồi mà cũng vô dụng cuối cùng chúng nó vẫn mua nhiều đồ như vậy chúng nó nói lần đầu tiên gặp mọi người trong dịp năm mới thì nên mang theo chút gì đó bà trẻ tươi dối bảo được được, đúng là đứa trẻ ngoan. Vậy mọi người mau vào nhà đi chúng ta đợi lúc nữa là có thể ăn cơm. Ba ngày sau đế kinh, Chu Dạ bảo hợp đồng của A Bất được gửi đến rồi. Trình Hạo căn dặn phải xem kỹ hợp đồng đấy, đừng để bị lừa bởi cái bẫy của những con chữ đó. Chu Dạ bảo tôi sẽ xem kỹ, và lại tôi cũng sẽ gửi hợp đồng cho Xanh Xanh, cô ấy sẽ kiểm tra cùng tôi. Mà này Dạ ca, cậu đi đi lại lại trên phố đi bộ được mấy vòng rồi, cậu đang nhìn gì vậy? Đang nhìn khu thương mại của đế kinh. Với thành tích của tôi mà muốn thi đỗ vào một trường đại học tốt thì quá khó, thế nên tôi phải có dự định khác. Tháng sau Á à, Bớt nói anh ta có thể sẽ tham gia khoảng 5 đến 6 sự kiện ở nước ngoài, tiền thưởng cao nhất là 80 vạn, thấp nhất là 20 vạn. Nếu bọn họ có thể thắng, vậy sau khi tôi lấy được khoản tiền này thì có thể lập nghiệp luôn. Trình Hạo bảo chuẩn bị nhiều hơn cũng tốt, nhưng vẫn còn vài tháng nữa. Lỡ như vận khí của chúng ta tốt thi đỗ đại học thì sao? Chu Dạ nói vận khí có tốt thì cũng không thể thi cùng trường với xanh xanh được. Nếu như vậy thì các trường khác tôi cũng không cần. Và lại hiện giờ xanh xanh đã dẫn tôi đi gặp người nhà của cô ấy. Còn có được sự cho phép của người nhà cô ấy. Chúng tôi không bị bất kỳ ai ngăn cản. Nếu cuối cùng tôi vẫn không thể lấy được cô ấy vậy thì chu dạ tôi quá hèn nhát. Trình Hạo hỏi, nếu cuối cùng thật sự không thi đỗ đại học, vậy cậu có hối hận trước đó không chọn việc học mà chọn khởi nghiệp không? Đương nhiên không hối hận. Học kỳ này là những ngày tháng hạnh phúc nhất mà tôi đã trải qua trong 20 năm qua. Nếu có thể, tôi thậm chí còn muốn đi cùng cô ấy hết thời đại học. Chu Dạ nhớ lại Xanh Ca có nói, trước đây tớ còn mơ một giấc mơ, tớ mơ thấy cậu đã mở 1.314 quán cà phê internet tên là Dạ Dạ Xanh Ca trên toàn thế giới, giỏi thật đó. Rồi Chu Dạ lại nghĩ, nếu có thể đưa chương trình phát sóng trực tiếp cuộc thi đua xe mô tô vào quán cà phê internet như phát sóng độc quyền, chắc sẽ càng thu hút hơn nhỉ? Tại cửa tiểu khu nhà Xanh Ca, cô bảo đây là những chỗ cần phải sửa trong hợp đồng, tớ đã đánh dấu toàn bộ cho cậu rồi. Nếu không sửa, sau này có thể sẽ phải chịu những trách nhiệm không chính đáng. Chu Dạ bảo vậy tớ sẽ về sửa theo phương án của cậu. Được vậy tớ về trước đây. Trên đường về nhà chú ý an toàn, về đến nhà thì nói với tớ một tiếng. Bất ngờ Chu Dạ nhìn thấy bộ dạng lén lút theo dõi xanh ca của ba xanh tử hào. Chu Dạ liền gọi xanh tử hào. Các người coi lời nói của tôi như gió thoảng qua tay có đúng không? Ba cậu bám theo xanh ca, bây giờ đến tận cửa nhà cô ấy rồi. Cậu đừng quên, giờ cậu còn đang trong thời gian hoãn án, tôi có thể tống cậu vào tù bất cứ lúc nào. Tử hào hoảng hốt, ba em đến đế kinh rồi. Hừ, lão già này chắc chắn là lại đánh bạc thua cược rồi. Mấy hôm nay tôi không liên lạc với ông ta. Chu dạ liền bảo bây giờ mau nghĩ cách liên lạc với ba cậu đi. Bảo ông ta cút mau. Nếu không, tôi sẽ tống cả hai cha con các người vào tù. Vâng dạ, ca em biết rồi. Nếu em liên lạc được với ba em sẽ nói với anh đầu tiên. Chu dạ nghĩ thầm, kỳ lạ thật, rõ ràng biết con mình còn đang trong thời gian hoãn án mà lại dám ra ngoài phạm tội. Hay là có người mách cho ông ta thế nên ông ta mới dám liều mạng ra ngoài. Bất ngờ Sinh ca gọi hỏi Chu dạ về nhà chưa? chu dạ nói vừa nãy tớ nhìn thấy bác cậu ở gần tiểu khu nhà cậu ông ta cứ lén lén lút lút không biết muốn làm cái gì xanh ca hoảng hốt cậu có nhìn rõ không cậu chắc chắn là ông ta chu dạ bảo chắc chắn tớ không nhìn lầm đâu sáng mai cậu hãy nói thật với bà bảo bà gần đây đừng ra ngoài ngày mai đi học tớ đứng dưới nhà đón cậu cậu nhất định phải đợi tớ đến rồi mới ra ngoài nhé đừng sợ hai ngày này tớ sẽ ở khách sạn đối diện tiểu khu nhà cậu tớ sẽ bảo vệ hai bà cháu cậu sau khi nghe chu dạ nói thì bà nội hửi lạnh rốt cuộc cái thằng con bất hiếu này muốn làm cái gì vậy trước đây lừa tiền của chúng ta còn ra tay đánh chúng ta giờ lại như âm hồn bất tán đuổi theo từ hải thành đến đây bà đã tạo nghiệp gì vậy cả đời này còn gặp phải tai họa như vậy nữa bà bà đừng tự trách mình may là chu dạ đã phát hiện ra trước chúng cháu còn có thể nói trước với bà vì để đề phòng mấy hôm nay bà đừng ra ngoài được bà biết nguy hiểm nên bà sẽ không ra ngoài đâu trên đường cháu đi học cũng phải chú ý an toàn đấy bà đừng lo hôm nào chu dạ cũng đến đón cháu bà nghe vậy liền yên tâm vậy thì tốt vậy thì tốt sinh ca nói nếu bác lại làm gì sai cháu báo cảnh sát khiến ông ấy ngồi tù bà có trách cháu không bà thoáng suy tư trước đây lúc ở hải thành mình đã từng mềm lòng kết quả là nó đã ức hiếp hai bà cháu lần này nó vẫn không biết hối cải lại đuổi theo từ hải thành lên đến đây bà nắm siết chặt tay mà thầm nhủ mình không thể mềm lòng nữa bà liền bảo nếu nó phạm sai lầm tiếp mà phải chịu mọi sự trừng phạt thì cũng là do nó tự chuốc lấy là do ông trời muốn kìm hãm nó bà không buồn cũng sẽ không trách cháu được rồi cháu yêu mau đi học đi bà không sao đâu chu dạ tự nhủ rằng bây giờ mình phải mau nghĩ cách xử lý chuyện của bác dù sao chu dạ cũng đã biết nhà bác làm những gì nếu vì sự thiếu quyết đoán của mình mà khiến cho chu dạ làm ra chuyện cực đoan không thể cứu vãn như ở kiếp trước vậy thì tiêu mất lúc sau gặp chu dạ thì anh hỏi cậu nói rõ với bà chưa rồi bà còn nói nếu bác lại phạm sao lầm thì bà cũng sẽ không mềm lòng nữa bà cho rằng bác nên nhận sự trừng phạt thích đáng đúng rồi chu dạ tớ muốn bàn bạc bà với cậu một chuyện chuyện của bác tối qua tớ đã suy nghĩ rất lâu tớ thấy lần này bác đột nhiên xuất hiện chắc chắn là vì bị người ta đòi nợ đến bước đường cùng mới muốn tống tiền nhà tớ nếu sự thật được làm rõ trong tình huống tồi tệ có thể bị kết án nhiều năm thế nên tớ nghĩ chu dạ ngắt lời thế nên xanh xanh định lấy bản thân ra làm mồi nhử rồi chu dạ co mày đầu óc nghĩ gì vậy sao tớ có thể để cậu đi làm chuyện nguy hiểm như thế được tớ sẽ không rời khỏi tầm mắt của cậu tớ chỉ giả vờ đi ra ngoài một mình thôi sau đó cậu cứ lặng lẽ bám theo tớ bác tớ làm gì thì cậu báo cảnh sát ngay chu dạ quay đi bảo đừng nói nữa tớ sẽ không phối hợp với cậu tớ sẽ không để cậu đi làm bất cứ chuyện nguy hiểm nào tớ không muốn gặp phải bất kỳ chuyện gì cũng để một mình cậu chống đỡ ở phía trước chu dạ khuyên nhủ xanh xanh đây không phải là lúc để hành động theo cảm tính cậu biết rõ cậu còn quan trọng hơn mạng của tớ mà sao tớ có thể đồng ý để cậu đi làm mồi nhử được cho dù kế hoạch có không chê vào đâu được tớ cũng không thể để cậu mạo hiểm tớ không thể đánh cược được rồi đừng nghĩ linh tinh nữa trời sập thì có tớ chống cậu chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân mình với bà, những chuyện khác giao cho tớ là được. Thứ sáu, Chu Dạ trên đường đưa Xanh Ca đi học thì liên tục mà nhìn xung quanh. Rồi anh hỏi đúng rồi Xanh Xanh, bác cậu rất thích đánh bạc à? Bình thường số tiền cửa có nhiều không? Có, ông ta còn nghiện rượu, số tiền cược cũng ngày càng nhiều. Trước đêm tớ với bà rời khỏi Hải Thành, trong một đêm ông ta đã thua hơn 30 vạn. Anh Vương, cầu xin anh cho tôi thêm mấy ngày nữa. Mẹ tôi còn tiền, tôi đi tìm bọn họ ngay. Tôi lấy được tiền thì tôi sẽ trả cho các anh gấp đôi tớ nghĩ lần này ông ta chắc chắn sẽ lại thua rất nhiều tiền, thế nên mới muốn ép bà tớ. Chu dạ nghĩ trước đây sau khi, ông ta biết quan hệ của mình với quý gia thì sợ muốn chết, hơn nữa còn bảo đảm tuyệt đối sẽ không đến làm phiền sinh ca nữa. Nhưng bây giờ ông ta lại lật lọng. Chẳng lẽ thật sự là bị chủ nợ ép quá mức nên mới liều chết? Chu dạ liền cau mày, hay là chuyện này? Thực ra có liên quan đến quý vân tiêu. Video xin tạm dừng tại đây, cảm ơn các bạn đã đón xem hết video. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video tiếp theo nhé chúc các bạn có một ngày vui vẻ xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau